Tiểu Nguyệt giận dỗi nói, mẹ không già chút nào, mẹ vẫn như tiểu mỹ nhân 18 tuổi ý, hi hi. Xuân Yến cười mắng yêu, con làm sao có thể đùa cợt mẹ như vậy? Ai đùa cợt người vậy, mẹ? Thi Bình ôm Độc Cô Thi xuất hiện trước cửa đại sảnh. Tiểu Nguyệt kinh hãi kêu lên, đại ca, không phải là Nguyệt Nhi làm đâu. Thi Bình vừa đi đến vừa cười nói, ta không tin. Mẹ, có phải Nguyệt Nhi trêu đùa mẹ không? Xem con đánh vào mông muội ấy đây. Xuân Yến nói, con không được chọc ghẹo nó. Chẳng lẽ con khi phụ nó còn chưa đủ sao? Thi Bình nói, muội ấy cứ nhất định tới chết cũng muốn để cho con khi phụ đấy, ai bảo muội ấy là muội muội của con. Thi Bình buông Độc Cô Thi ra, đỡ lấy Xuân Yến, khẽ khàng nói bên tai bà, mẹ, con đem về cho mẹ ba con dâu, mẹ có thích không? Xuân Yến kinh ngạc nói, ở đâu ra đến ba người? Không phải là hai sao? Thi Bình đột nhiên quay người ôm lấy Bảo Nguyệt, bỏ khăn che mặt của nàng ra, hôn lên đôi môi hồng nhuận của nàng. Bảo Nguyệt nhận một cái hôn ngoài ý liệu của chàng, tức giận nói, ngươi cái tên xấu xa này. Xuân Yến nhìn rõ Bảo Nguyệt, cảm thấy nàng có vài phần giống Tiểu Nguyệt, càng thêm thích thú. Bước lại nói, ngươi gọi là Bảo Nguyệt à? Bảo Nguyệt gật gật đầu, sắc mặt hơi ửng hồng. Thi Bình nói, Bảo Nguyệt, gọi mẹ đi. Mộng Hương đột nhiên nói, Hoàng Hy Bình, ngươi có phải hơi quá rồi không? Ta có nói gả Bảo Nguyệt cho ngươi đâu. Không được sự cho phép của ta, Bảo Nguyệt không thể gả cho bất cứ nam nhân nào. Đó là quy định của Minh Nguyệt Phong. Xuân Yến sắc mặt ảm đạm, bà biết những lời Mộng Hương nói là sự thật. Bà xuất thân là người của Minh Nguyệt Phong, bà biết chắc chắn một điểm người của Minh Nguyệt Phong muốn ly khai Minh Nguyệt Phong để tìm phu tướng nhất định phải được sự đồng ý của Nguyệt Nữ. Mộng Hương là nhất đại Nguyệt Nữ, nàng cũng có quyền lực đó. Thi Bình bật cười nói, rất nhiều chuyện không cần sự cho phép của nàng nhưng ta vẫn cứ làm. Nàng chỉ nói không cho phép gả Bảo Nguyệt cho ta nhưng không có nói ta không thể cưới Bảo Nguyệt. Hắc, nàng có lớn hơn nữa, cũng không quản được lão tử, há há. Bảo Nguyệt, lại đây hôn thêm vài cái nữa. Hắn lại tiếp tục ôm hôn Bảo Nguyệt. Nhãn thần mơ mộng của Mộng Hương chợt lóe lên, bước đến gần, thanh âm lạnh lùng như đã nằm mơ gặp một giấc mộng băng giá, cất tiếng nói, ta cho người một chút thời gian nữa. Hy vọng ngươi mau chóng tránh xa Bảo Nguyệt một chút, tính nhẫn nại của ta chỉ có hạn thôi. Thi Bình lặng lẽ nháy mắt với Bảo Nguyệt, đẩy nàng sang bên cạnh Mộng Hương, đồng thời nói, được rồi, ta trả Bảo Nguyệt lại cho nàng nhưng nàng đừng có hối hận đấy. Hứ, Mộng Hương chưa hừ dứt lời, lại đổi thành tiếng kêu kinh hãi, Hoàng Hy Bình, ngươi dám khinh bạc đối với ta. Nguyên lai Hy Bình đẩy Bảo Nguyệt vào lòng Mộng Hương chỉ là cái cớ. Đúng lúc đó hai tay hắn luồn qua Bảo Nguyệt đổi lại thành ra ôm lấy Mộng Hương. Đúng là Mộng Hương không may mắn, bị hắn ôm cả vào lòng. Nàng muốn vùng vẫy nhưng đã quá muộn, cho dù võ công của nàng rất cao nhưng lúc này sử dụng trên người hắn cũng vô dụng. Nàng không sao hiểu được, sức lực của tên nam nhân bị quyền đánh bay này lại mạnh như vậy. Dưới sự khống chế của hai tay hắn, nàng căn bản không thể cử động. Lúc đó tại đại sảnh, nữ nhân có cảm thụ giống nhau cũng rất nhiều, nhưng rõ ràng nhất phải kể đến Vưu Túy. Nàng cũng là nữ nhân có võ công cực cao, bình thường cũng có thể tùy tiện tung một chân đá bay Hy Bình đi rất xa. Nhưng khi nàng bị hắn ôm chặt, nàng lại hoàn toàn vô kế khả thi. Bảo Nguyệt ở bên cạnh kinh hãi kêu, Hy Bình, chàng muốn làm gì hả? Bỏ ta ra, đồ vô sỉ nhà ngươi, ta phải giết ngươi, Mộng Hương bị ép đến nghẹn thở trong lòng hắn. Vùng vẫy kêu. Thi Bình cười nói, Bảo Nguyệt, tiểu thư của nàng thật là thúi. Việc tốt gì khác không chịu quản, hàng ngày cứ quản lão tử muốn lấy ai. Uy, Mộng xú thí, đừng nói ta không cho nàng cơ hội. Nàng chỉ cần đáp ứng để Bảo Nguyệt gả cho ta, ta lập tức thả nàng ra. Nếu không, hắc hắc, chúng ta cứ tiếp tục như thế này, tốt chứ. Triệu Tử Uy sắc mặt xám xanh bước đến bên hai người, nói, Hoàng Hy Bình. Xin ngươi hãy thả Mộng Hương cô nương ra. Trên đường đến đây, hắn đã trò chuyện cùng Mộng Hương rất cởi mở và dựa vào sự si tình nhất mực của hắn đối với Mộng Hương, há lại có thể chịu được hành vi của Hy Bình lúc này. Hai mắt Hy Bình lóe lên ánh tà dị, nghiêng mặt nhìn chòng chọc vào Triệu Tử Uy, chậm rãi nói, ngươi rất yêu nàng ta đúng không? Triệu Tử Uy không đáp, chỉ rút hai thanh đao từ sau lưng hắn ra. Bầu không khí ở đại sảnh bắt đầu trở nên quỷ dị. Kiếm của Vưu Túy cũng đã xuất ra khỏi vỏ. Thi Bình bình tĩnh nói, ta hiện đang ôm nàng.
Ngươi có thể hỏi nàng là có yêu ngươi giống như ngươi yêu nàng không? Nếu nàng nói yêu ngươi, ta lập tức thả ra. Còn nếu nói không, xin lỗi, tuy ta cũng rất không muốn nhưng ta cũng sẽ nói không với ngươi. Song nhãn của Triệu Tử Uy chuyển sang nhìn chăm chú vào cặp mắt xinh đẹp như mộng của Mộng Hương lúc này có chút hoảng loạn, há mồm muốn hỏi, cuối cùng lại không thể hỏi được. Mộng xú thí, nàng có yêu Triệu nhị công tử của chúng ta không? Hi Bình hỏi giúp Triệu Tử Uy. Đôi má Triệu Tử Uy đột nhiên đỏ bừng, khuôn mặt trở nên căng thẳng, hai tay thả xuống, song đao lại rơi vào bao đựng đao sau lưng hắn. Ngươi không cần hỏi, ta không muốn biết đáp án. Ta chỉ muốn biết đến khi nào ngươi mới chịu thả nàng ra. Ta là người theo đuổi nàng, cũng là huynh đệ của ngươi. Ta vì nàng mà bạt đao, lại vì ngươi mà thu đao. Ngươi có hiểu tâm ý của ta không? Hi Bình quay mặt nhìn vào hai mắt Mộng Hương, rồi lại nói với Triệu Tử Huy, ta nghĩ ngươi sẽ hối hận vì đã để ta thả nàng ra. Cái này ta cũng hiểu. Hắn buông lỏng hai tay đang ôm chặt lấy Mộng Hương. Trong chớp mắt, trước mắt mọi người chợt hoa lên. Thân thể to lớn của hắn bắn tung ra đằng sau, làm vỡ vụn vài cái ghế cao và làm một mảng tường cũng bị xuyên thủng. Khi chúng nhân đã hồi tỉnh trở lại, trước mắt đã không còn thấy bóng dáng Mộng Hương và Hi Bình nữa. Cả hai người bọn họ đều đang ở trong gian phòng đằng sau lưng bức tường bị phá. Từ gian phòng đó phát ra tiếng đánh đập ầm ầm, cùng với những tiếng đó là tiếng chửi rủa phẫn nộ của Mộng Hương xen lẫn tiếng gào thét thống khổ của Hi Bình. Vưu Túy là người đầu tiên lao qua lỗ hổng trên tường. Nhưng khi nàng vừa chui qua bức tường bị phá, lập tức phát ra thanh âm đụng độ cực lớn. Tiếp đó nàng lại bay trở về, sắc mặt nhợt nhạt, miệng thở hổn hển và ngăn cản những người khác tiến nhập vào. Đừng có qua, nữ nhân đó đã phát điên. Võ công của nàng ta cực mạnh, đến ta cũng không thể địch nổi. Các người ở đây không ai có thể đối chọi với nàng ta. Nàng đang trong tối, chúng ta rất bất lợi. Triệu Tử Huy, nếu Hi Bình gặp chuyện gì, ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi. Chúng nhân vô cùng khẩn trương, tất cả nữ nhân đều lo lắng đến rơi lệ. Tiểu Nguyệt định ngang nhiên chạy qua nhưng bị Hoàng Đại Hải ôm chặt lấy. Hắn biết, võ công của Vưu Túy còn cao hơn hắn nhưng rõ ràng lại bị một trưởng trong bóng tối của Mộng Hương chấn lui. Tiểu Nguyệt nếu qua đó, sẽ chết chắc không nghi ngờ gì nữa. Dù vậy cũng có rất nhiều người hướng đến chỗ bức tường bị thủng bước qua. Xem ra không có mấy người nguyện ý nghe theo lời khuyên của Vưu Túy. Bản thân nàng cũng đã tiến qua một lần nữa, trong tay đã nắm chặt một thanh kiếm. Các người lùi lại, để ta vào. Triệu Tử Uy vượt qua mọi người, bước nhanh đến bức tường bị phá, hai tay nắm chặt song đao. Bảo Nguyệt đột nhiên gào khóc, tiểu thư, tỷ đừng đánh hắn nữa. Bảo Nguyệt xin đáp ứng với tỷ sau này sẽ không lý đến hắn nữa, sẽ nghe lời tỷ không gả cho hắn nữa. Tiểu thư, tỷ tha cho hắn đi, đánh nữa hắn sẽ mất mạng đó. Bây giờ Bảo Nguyệt cầu xin tỷ mà, có được không? Khi Triệu Tử Uy vừa chạy đến bức tường thủng thì thanh âm trong đó đột nhiên im bặt. Trong lòng mọi người đều khẩn trương, Triệu Tử Uy cũng dừng bước lại. Lát sau bọn họ thấy Mộng Hương từ trong phòng đi ra. Bọn họ giơ vũ khí lên tiến lên bao vây. Chỉ có Triệu Tử Uy là ngoại lệ, hắn lùi lại. Nếu hắn không lùi lại, Mộng Hương sẽ không thể đi ra. Mộng Hương không thèm để ý đến ánh mắt thù địch của chúng nhân. Nàng chỉ nói với Bảo Nguyệt, đó là quyết định của ngươi à. Bảo Nguyệt lau sạch nước mắt, nói tiểu thư, chúng ta đi thôi. Hoàng Đại Hải nói, muốn đi à, đâu có dễ dàng như vậy. Ngươi sẽ phải trả giá rất trầm trọng cho hành vi của mình. Ta bất kể ngươi là ai, nếu đại ca ta không thể sống ra khỏi căn phòng kia thì ngươi cũng đừng mong sống mà ra khỏi đây. Thần thái trong cặp mắt như mộng của Mộng Hương đã bình thường. Thay vào đó là một loại tựa hồ hàn quang lãnh đạm. Lợi kiếm trong tay phát tán ra quang hoa mờ nhạt. Bảo Nguyệt chạy đến đứng sánh vai với nàng, nước mắt còn đầy trên mặt. Tuy vậy nàng lại nuốt lệ kiên định nói, ta sẽ không để các người làm thương tổn đến tiểu thư. Lôi Long than thở nói, ai cũng không muốn tổn thương đến người khác nhưng sự việc đã đến nước này, mọi người đều phải có lập trường của mình. Bảo Nguyệt, chúng ta không trách nàng, chỉ là rất tiếc, chúng ta không có sự lựa chọn. Vưu Túy nói, ta cũng không có sự lựa chọn, ta phải vì phụ thân của hài tử mình mà báo cừu. Xuân Yến vẫn còn lưu nước mắt tiến đến trước mặt Mộng Hương nói, người rốt cuộc đã làm gì Bình Nhi rồi. Mộng Hương không đáp, lạnh lùng nhìn Xuân Yến. Xuân Yến nói, nếu Bình Nhi chết đi, người sẽ hoàn toàn bị cô lập. Sẽ không ai có thể giúp ngươi.
ngay cả đến sư phụ của ngươi, bà ta cũng sẽ không đến truy hỏi chúng ta thật sự thi triển thủ đoạn báo phục gì đối với ngươi. Ta đã mất đi nhiều cảm xúc, sẽ dùng phương thức này để truy hỏi nhà ngươi. Ta đã rất nhiều năm không động võ, ta từ trước đến giờ chưa từng nghĩ, lần động võ trở lại, đối thủ lại là ngươi. Bà xoay người bước đến trước mặt Đỗ Quyên, nhận lấy trường kiếm trong tay Đỗ Quyên, rồi lại quay người đối mặt với Mộng Hương. Cặp mắt bức xạ ra hàn mang, trường kiếm trong tay tán xạ ra một loại quang mang màu trắng nhàn nhạt, ôm kiếm đứng yên, mũi kiếm ngang bằng với chân mày. Trong khoảnh khắc, từ mũi kiếm của bà một luồng khói trắng tròn như quầng trăng không ngớt xoay vần. Bảo Nguyệt kinh hãi nói, Nguyệt Mãn sao đầu. Nhãn thần của Mộng Hương nhanh chóng biến đổi, cất tiếng hỏi, ngươi là ai? Xuân Yến nói, sư phụ của các ngươi đã từng nhắc đến Trần Yến với các ngươi chưa? Trần Yến sư cô, Bảo Nguyệt lại kinh hô. Mộng Hương đột nhiên thu kiếm vào bao, hai mắt nhắm lại, than thở nói, người nói không sai. Ta đã hoàn toàn bị cô lập, bởi vì đúng là Hoàng Hy Bình đã mệnh tới Hoàng Tuyền. Ta tịnh không hối hận đã giết chết hắn, ta ghê tởm hắn, thậm chí nếu là đồng quy vu tận, ta cũng không hối tiếc. Ta tịnh không muốn gây thêm sát nghiệt nữa. Bảo Nguyệt, hãy về nói với sư phụ một tiếng, nói rằng Hương Hương xin lỗi người, đã khiến cho người thương tâm. Hương Hương, nhũ danh thật mỹ vị làm sao, thật muốn lại được hôn nàng, đó là một thanh âm rất quen thuộc. Chúng nhân nhất tề quay đầu, kinh ngạc Hy Bình. Ngươi chưa chết à, Mộng Hương kinh ngạc hỏi. Hy Bình bước ra từ bức tường bị phá, toàn thân trần trụi, thân thể cường tráng đầy nam tính hiện rõ dưới ánh sáng ban ngày thô ráp đến choáng ngợp. Trên thân thể hắn toàn là vết thương, quyền thương có, cước thương có, kiếm thương có. Thương tích nặng nhất là một vết kiếm ở ngực nhưng máu đã ngừng chảy. Hắn cười khổ nói với mọi người, thật xin lỗi, toàn bộ y phục đã bị nàng lão hổ mẫu kia xé nát. Ta cũng không tìm được mảnh vải hoàn chỉnh nào có thể dùng. Triệu Tử Uy, cởi y phục vứt cho ta. Triệu Tử Uy cởi áo khoác ngoài đưa cho hắn. Hy Bình đón lấy rồi quấn vào hạ bộ của mình. Sau đó dưới ánh mắt chấn kinh của chúng nhân, bước đến trước mặt Mộng Hương, hỏi, nàng thấy rất kỳ quái là ta vẫn còn sống phải không? Mộng Hương đã tĩnh lặng trở lại, nói, ngươi là kẻ đáng sợ nhất ta đã từng gặp. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, sao phải giả chết? Hy Bình cười nói, không có nguyên nhân, ta từ trước đến giờ đều thích giả chết, có rất nhiều người biết, chỉ có nàng là không biết. Mộng Xú Thí, biết ta sắp sửa làm gì nàng không? Mộng Hương hồi phục lại vẻ ôn nhu như mộng của nàng trước kia, bình tĩnh nói, muốn giết Mộng Hương thì hãy động thủ đi. Hy Bình, Bảo Nguyệt vừa định nói, liền bị Hy Bình đưa tay ngăn lại. Hắn chuyển sang nói với Mộng Hương, ta rất muốn giết nàng nhưng có rất nhiều người không đồng ý. Có điều có thể khẳng định một điều, suốt cuộc đời này nàng không thể đào thoát khỏi sự báo phục của ta. Mộng Hương nói, ta tin ngươi có năng lực đó nhưng ta tịnh không sợ hãi. Dù vậy sự cường hãn của ngươi đã đạt đến cảnh giới đáng sợ. Tà mang từ hai mắt Hy Bình chiếu vào nhãn tình của nàng, trên mặt lướt qua nụ cười tà ác, nói có lẽ, nàng thích sự báo phục của ta. Bảo Nguyệt, theo tiểu thư của nàng trở về đi. Sẽ có một ngày, ta sẽ khiến nàng ta không thể ngăn trở hảo sự của chúng ta. Mộng Hương nói, ta sẽ không cảm tạ ngươi đâu. Hy Bình nói, nàng đã làm rồi. Từ trong nhãn tình của nàng ta đã thấy điều đó. Mặc dù nhãn tình của nàng khiến cho người ta có cảm giác mê man như trong giấc mộng nhưng lần này, trực giác của ta mách bảo trong lòng nàng tồn tại một điểm cảm kích. Mộng Xú Thí, chúng ta lần này còn chưa đánh xong, hãy nhớ lấy, ta vẫn chưa thua đâu. Ai, cái tên này, đến lúc này rồi, dù chết cũng phải thắng, thật sự không biết làm sao mới có thể làm cho đầu óc hắn biến chuyển đây. Chúng nhân thở dài một lượt, sau đó nhìn hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong rời khỏi phong nhân viện. Tiểu Nguyệt và Độc Cô Thi lao vào lòng Hy Bình òa khóc. Triệu Tử Uy đi qua, lúng túng nói, ngươi không sao chứ? Hy Bình cười nói, tất nhiên là có sao, bất quá là chưa chết thôi. Ai, hôm nay đánh ba trận, trận này ta bất lợi nhất. Mộng Xú Thí này không biết cái gì gọi là hạ thủ lưu tình. Triệu Tử Uy áy náy nói, ta không phải muốn ngươi thả nàng đâu. Bây giờ nói như vậy còn tác dụng gì nữa? Hy Bình nổi giận lôi đình. Quát lớn, ngươi cho rằng võ công của Mộng Xú Thí kém cỏi lắm sao? Nàng ta chỉ là bị ta ôm chặt, không thể thi triển ra. Cái bình giấm tràn ngập thiên địa nhà ngươi lại chạy đến kêu ta thả nàng, ta đã làm.
nếu ta bị nàng ta đưa đến quỷ môn quan, lão tử ta làm quỷ cũng tìm ngươi tính toán. Triệu Tử Uy cúi đầu, hắn biết Hy Bình mặc dù mở miệng thoá mạ hắn như vậy nhưng không nghi ngờ gì nữa đã bỏ qua cho hắn. Hắn còn có thể nói gì được. Hy Bình khẽ đẩy hai nàng ra, vỗ bồm bộp lên vai Triệu Tử Uy, nói còn muốn theo đuổi nàng ta nữa à? Triệu Tử Uy ngẩng đầu, ngưng thị nhìn Hy Bình nói, đã biết trước không có kết quả, ta sao lại không thể bỏ cuộc? Hy Bình bật cười nói, ta sẽ giúp đỡ ngươi, nhưng lần tới, lúc ta ôm mộng xú thí, ngươi cũng phải giúp ta. Đừng có mẹ nó rút đao mà đối đầu với ta nữa. Ngươi cũng biết, luận về dùng đao, ta giỏi hơn ngươi. Nếu là trước đây, thanh đao của ngươi sẽ không an lành trở về vỏ của nó đâu, nhưng hiện tại, ngươi đã là huynh đệ của ta, do vậy ta đành phải chọn việc thả mộng xú thí ra. Ta đã nói, ngươi sẽ hối hận, ta nói tịnh không sai chứ. Triệu Tử Uy cũng cười nói, ta thực có chút hối hận. Bất quá, mạng ngươi rất cứng. Hơn nữa ngươi vẫn sống khỏe nên ta cũng không hối hận nữa. Hy Bình nói, đương nhiên là cứng rồi. Nếu không sau khi ta đâm vào tường sao có thể kêu lớn như vậy. Sở dĩ ta kêu lớn thế là muốn thông báo cho mọi người, Hoàng Hy Bình ta vẫn còn sinh long hoạt hổ, không cần lo lắng vì ta. Ngươi tưởng ta vì đau mà giống lên thế sao? Lão tử ta là quyền vương, làm sao có thể dễ dàng bị nỗi đau đớn đánh bại được? Tuyệt đối không kêu đau. Mẹ nó, tới chết cũng muốn giữ thể diện đây mà. Triệu Tử Uy cười phá lên, những nam nhân khác cũng cười lớn. Chỉ có những nữ nhân trong tiếng cười khẽ có pha chút oán trách. Vưu Túy oán trách nói, xem ngươi còn dám ôm loạn nữ nhân nữa không? Hy Bình đã chạy đến ôm Dã Mân Côi và Đỗ Quyên, cười nói, lần này ta không phải cũng ôm hay sao? Túy tỷ, nàng muốn để ta ôm hay không? Vưu Túy yêu kiều nổi giận nói, không thèm lý đến ngươi nữa. Xuân Yến trả kiếm lại cho Đỗ Quyên, nói, Bình Nhi, con không về thay y phục à? Hy Bình ngượng ngùng nói, mẹ, con về thay bây giờ. Hắn buông hai nữ nhân ra, đến trước mặt Thi Nhu Vân lúc này nước mắt còn chưa khô, khẽ đỡ lấy nàng, Nhu Mì nói, cùng ta đi về. Thay y phục cho ta nhé. Thi Nhu Vân gật gật đầu, vùi đầu vào ngực hắn, khe khẽ nghẹn ngào nói, người với ta không phải có cửu hận sâu đậm sao? Hy Bình khẽ vuốt mái tóc tuyệt đẹp của nàng, nói, người trên thế gian đâu chỉ có cửu hận. Nhu Vân, sau này không bận tâm đến cửu hận nữa được không? Tâm tính của nàng rất đơn thuần, không cần phải giữ mãi một điểm cửu hận đó. Ta tịnh không sợ nàng báo thù, ta chỉ không muốn nàng không nhận được khoái lạc. Vương Ngọc Phân nói, ngươi hãy trở về thay bộ y phục của ngươi đi, đừng có nói chuyện ở đây nữa. Chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ ngươi phơi bày cả mông đít ra hay sao? Ngươi không cảm thấy mông đít trần trụi của ta rất dễ coi sao? Hy Bình nói xong, liền ôm Thi Nhu Vân chạy như điên. Đỗ Quyên và Độc Cô Thi đuổi theo phía đằng sau. Hoàng Hy Bình, ngươi dám nói với ta như vậy hả? Vương Ngọc Phân quát lên. Thật là gan mật trùm cả trời đất. Chúng nữ sắc mặt đều đỏ bừng. Sắc hồng tươi thắm trên gương mặt của hai nữ nhân Vương Ngọc Phân và Bích Nhu là đáng yêu nhất. Hy Bình ôm Thi Nhu Vân trở về phòng. Đỗ Quyên cùng Độc Cô Thi đi đến, nắm cửa khóa trái lại. Thi Nhu Vân nói khẽ, ngươi thả ta xuống được không? Hy Bình nói, không thích được ta ôm à? Thi Nhu Vân không lên tiếng. Hy Bình thở dài, hôn vào môi nàng ta, sau đó mới thả nàng xuống đất. Thi Nhu Vân đứng ở trước mặt Hy Bình, cúi đầu nói, y phục của ngươi để ở đâu? Nàng tự mà tìm, y phục của ta đều là Mân Côi và Túy Tỷ sắp đặt. Lúc muốn thay thì cũng là bọn họ đến đưa cho ta. Hắn vừa nói vừa nằm thẳng ra giường, nhìn ba nữ nhân, cười nói, căn phòng này nhỏ, cả cái giường này cũng nhỏ. Mà cũng chỉ có một cái giường, làm sao mà đủ dùng. Có lẽ ta cần phải đi bảo người làm chuyển mấy cái giường thừa sang đây. Tối hôm nay ta không muốn ngủ dưới đất, ai? Ba nữ nhân mặt có chút phất hồng, Đỗ Quyên vội nói, thiếp đi lấy y phục, thiếp biết ở đâu. Thi Nhu Vân cũng theo Đỗ Quyên đi chọn y phục cho Hy Bình. Hy Bình hướng tới Độc Cô Thi vẫy tay nói, Thi Nhi, đến đây. Độc Cô Thi đi đến trước giường, nhìn nam nhân đang lõa lồ. Cơ bắp trên người hắn kết hợp với nhau gây nên cảm giác thu hút, khiến cho tất cả nữ nhân đều bị say đắm. Nàng ngồi ở mép giường, thân thể mềm mại dựa vào ngực Hy Bình, ôn nhu nói ca, ca là nam nhân cường tráng nhất mà Thi Nhi từng thấy qua. Bất kể từ phương diện nào mà nói. Ca đều là vô cùng cường tráng. Ca,
Thi Nhi thật muốn cho chàng xâm phạm thiếp, chỉ là bây giờ là ban ngày. Ôi, ca, chàng thật xấu. Nàng cảm thấy Hạ Thể Hy Bình đã bắt đầu cương cứng, kinh ngạc ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào cái dương căn dài thô của hắn, run rẩy nói ca, chàng dọa người như vậy, Thi Nhi rất sợ. Hy Bình ngồi dậy, ôm lấy nàng, cười nói, lúc vào được bên trong rồi, nàng sẽ yêu thích nó đấy, tin hay không? Không tin thì nói, bây giờ thì có thể thử xem. Độc Cô Thi cười duyên nói, chưa được, buổi tối mới cho chàng tiến vào, chàng thật là hư hỏng, cũng không biết lúc này là lúc nào. Thi Nhi không đồng ý chàng hư như vậy, thiếp muốn đến buổi tối mới được hư, hi hi, chỉ là đối với ca lúc đó thiếp mới hư hỏng. Ở trước mặt người khác, Thi Nhi thật sự là rất thục nữ. Hi Bình cười nói, ta thật cho đến bây giờ cũng không phát hiện ra nàng là thục nữ. Ta nói rồi, nàng phải bị chảy máu một lần, nàng còn nhớ không? Độc Cô Thi nói, Thi Nhi nhớ rõ, nhưng, ca, có chuyện này Thi Nhi thật không rõ, chàng từng nói lần đầu tiên của nữ nhân đều sẽ chảy máu. Hi Bình lúc này đang hôn khắp lỗ tai nàng, lại nhẹ nhàng đáp lại nàng một tiếng, đúng. Độc Cô Thi nhỏ giọng nói, Thi Nhi cho tới bây giờ đều chưa có chảy máu. Lúc cùng Thanh Vân làm lần đầu tiên, thiếp cũng không phát giác được rất đau. Thanh Vân khi đó còn trách ta không phải xử nữ, hắn tra vấn thiếp, nam nhân đầu tiên là ai. Nhưng mà, trước khi Thi Nhi ở với hắn, thật sự không có cùng nam nhân khác thân mật. Lúc đó hắn nói oan Thi Nhi, thiếp rất tủi thân, sau đó hắn cũng chỉ cùng Thi Nhi thân mật vài lần thôi. Thi Nhi biết hắn vì Thi Nhi không có chảy máu nên đã chán ghét thiếp. Cho nên không muốn cùng thiếp thân mật nữa. Hy Bình sững sờ, lớn tiếng mắng, thằng khốn nạn, chỉ bởi vì nàng không chảy máu, hắn không thích nàng. Mẹ khiếp, nếu không phải hắn đã chết, lão tử nhất định tìm hắn đánh cho một trận. Chàng hôm nay đã đánh hai trận rồi, còn không đủ sao? Cả ngày cứ muốn đi đánh nhau, cái mặt của chàng đã thành hình dạng gì rồi? Chàng có biết, bọn thiếp lo lắng cho chàng biết bao. Đỗ Quyên cầm y phục mang đến trước giường, trợn mắt nhìn Hy Bình, miệng oán trách nói. Hy Bình không biết làm sao đành nói, có cách nào đâu, người khác muốn tìm ta đánh nhau, ta thế nào có thể cự tuyệt. Nàng biết đấy, ta từ trước đến nay đều không nỡ cự tuyệt người khác. Đỗ Quyên cười cười, nói, chàng đang trêu chọc Thi tỷ. Bọn thiếp muốn giúp chàng thay y phục, nếu mà ở lại đây quá lâu, người bên ngoài sẽ cho rằng bọn thiếp cùng chàng ở giữa ban ngày làm cái chuyện xấu hổ gì đó. Cái gì mà xấu hổ, ta bây giờ muốn cùng Thi Nhi làm. Ta nói qua muốn làm nàng ấy chảy máu, lời nàng ấy vừa rồi nói, làm ta thấy rất kỳ quái. Ta muốn xem nàng ấy có phải là người máu lạnh hay không. Hy Bình bắt đầu luồn cởi quần áo của Độc Cô Thi nửa chống cự nửa dựa sát cùng hắn hi ha ồn ào, giọng trách mắng, thiếp không phải là người máu lạnh. Đỗ Quyên nói, hai người rốt cuộc muốn ồn ào đến khi nào. Thi tỷ, tỷ không thể cho chàng mặc y phục trước sao. Độc Cô Thi đẩy cái miệng của Hy Bình ra, quay mặt lại nói, Đỗ Quyên muội giúp tỷ mau. Chàng đối phó tỷ, gì cũng bị cưỡng bức, ê a, ca, không được hôn miệng thiếp, thiếp còn muốn nói chuyện nữa. Độc Cô Thi cũng bị Hy Bình hôn vào miệng, nói không ra lời. Đỗ Quyên vừa thấy, đem y phục ném ở trên giường, nói các người muốn ồn ào thì ồn ào, thiếp phải ra khỏi đây, cứ chờ tiếp nữa, chẳng biết phải đến lúc nào. Nhu Vân tỷ tỷ, tỷ muốn lưu lại không? Thi Nhu Vân vội vàng y phục cầm trong tay cũng ném lên trên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ của Đỗ Quyên xoay người đi ra ngoài. Hy Bình kêu lên, các nàng không bồi tiếp ta sao? Nhu Vân, nàng đã nói muốn giúp ta mặc y phục, thế nào còn chưa có mặc lại chạy đi? Tiểu bịp bợm nàng, a ô, các nàng không giúp ta khóa cửa à? Hai nàng đã ra đến cửa, Đỗ Quyên quay đầu lại cười nói, đại sắc lang, bảo Thi tỷ giúp chàng mặc đi. Bọn thiếp không khóa cửa. Bây giờ rõ ràng là ban ngày, thiếp không thể lưu lại cho chàng dở trò xấu xa, buổi tối mới nghe theo chàng. Hy Bình nói, tiểu điểu nhi, nàng lần đầu tiên là lúc ở ban ngày dâng hiến cho ta, bây giờ đảo ngược trở nên không thích ban ngày. Đỗ Quyên đỏ mặt, kéo theo Thi Nhu Vân bước đi, chỉ nghe Thi Nhu Vân nói, Đỗ Quyên, ban ngày và ban đêm có cái gì khác nhau không? Hy Bình không nghe được Đỗ Quyên trả lời, bởi vì các nàng đã đi xa. Còn Đỗ Quyên có trả lời hay không hoặc trả lời như thế nào, hắn thật không thể biết được. Hắn chỉ biết được, hắn phải khóa trái cửa. Nếu không Độc Cô Thi cũng sẽ không cho hắn đạt được tâm nguyện. Mặc dù nữ nhân bao giờ cũng mở rộng bắp đùi để làm việc này,
nhưng rất ít nữ nhân thích mở rộng cửa mà làm ân ái. Hắn ra khỏi giường đi khóa trái cửa, quay đầu lại hướng Độc Cô Thi nói, nàng còn muốn đi hay không? Độc Cô Thi không hiểu được ý tứ lời nói của hắn, thắc mắc nói, sao? Thi Bình lại ngồi xuống mép giường, nói, nếu nàng còn muốn đi, ta sẽ không xâm phạm nàng, ta mặc y phục rồi cùng nàng đi. Bởi vì, một khi ta xâm phạm nàng, nàng sẽ không còn sức lực để đi. Độc Cô Thi cúi đầu không nói gì. Thi Bình vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đã ửng hồng của nàng, nói, nàng không lên tiếng, ta sẽ giúp nàng quyết định nhé. Đã là điều mà sắc lang này quyết định, đương nhiên là chỉ có một, hắn còn có thể quyết định cái gì? Độc Cô Thi hoảng sợ nói, thiếp thật sự sẽ không còn sức lực sao? Thi Bình cười quỷ quái, nàng đã thử qua rồi mà nói không biết. Tiếp theo hắn bắt lấy Độc Cô Thi đè xuống giường, hôn nồng nhiệt, hai tay cởi bỏ y phục của nàng. Độc Cô Thi nhiệt liệt đáp lại hắn, phút chốc, y phục trên người nàng đã bị Hi Bình quăng qua một bên nhanh chóng. Tay hắn vừa nhẹ nhàng xoa xoa khắp ngực nàng, miệng lướt qua cổ trắng như tuyết của nàng, nhẹ giọng nói, Thi Nhi, nàng không còn là quả phụ trẻ tuổi xinh đẹp nữa, mà sẽ là tiểu thê tử hạnh phúc nhất của Hoàng Hi Bình ta. Độc Cô Thi rên rỉ thở ra, ca, bất kể đúng hay sai, Thi Nhi đều không hối hận, chỉ cần ca không ghét bỏ Thi Nhi thì dù đi đến đâu, Thi Nhi nguyện cả đời đều làm tiểu kiều thê của chàng, vì chàng sanh thật nhiều hài tử. Hi Bình mang nàng ôm vào trong lòng, chăm chú nhìn nàng, thở dài nói, rất nhiều nữ nhân yêu thích ta, đều bất chấp đúng hay sai. Ta dù sao vẫn cảm thấy có lỗi với bọn họ, cho nên đối với những nữ nhân này, ta chỉ quan tâm chăm sóc yêu thương. Còn việc đúng sai của người thế gian trong mắt ta, chỉ là một hạng trò chơi quy tắc không thực tế lắm thôi. Hắn lúc này nhớ tới Tiểu Nguyệt và Độc Cô Tuyết, còn có Hoa Lôi đang ngủ tại một gian phòng khác. Độc Cô Thi xoa khuôn mặt đã bị biến dạng của hắn, nhẹ giọng nói, còn đau không? Ca, kỳ thật chàng là người hấp dẫn nhất mà chàng lại không biết. Bởi vì chàng đối với thế gian này chưa thông suốt, cho nên tại trong tâm linh chàng sáng tạo ra một thế gian khác. Nơi đó do chàng làm chúa tể, cho nên chàng lộ rõ sự tự tin tuyệt đối ở trước mặt nữ nhân. Sự tự tin của chàng lại tạo thành một khí phách hơn người, và làm mỗi một nữ nhân bị chinh phục. Nữ nhân trời xanh luôn nguyện ý dựa vào cường giả. Thi Bình không rời khỏi người Độc Cô Thi, chỉ dùng cánh tay xoa nhẹ lên đầu của nàng, nói, nàng thế nào lại nói ta không biết. Ta không có gì là không biết. Quả đúng như thế, màn khoe mẽ sự vô tri lại bắt đầu. Độc Cô Thi lộ ra nụ cười, hai tay vòng qua cổ hắn, mặt tiến gần đến miệng hắn, nói, chàng đừng quan tâm thiếp nói chàng thế nào, chỉ cần chàng biết là thiếp yêu chàng, là đủ rồi. Ca, đã đến lúc, chẳng lẽ chàng còn muốn Thi Nhi đợi nữa sao? Thi Nhi của ta thật sự là rất biết chọn thời gian đấy. Thi Bình dứt lời, nhảy ra khỏi giường. Hắn đứng ở trước giường nhường cho Độc Cô Thi nằm ngang phía dưới, nhấc đùi ngọc của nàng đặt ở trên đôi vai hắn, hai bàn tay to đặt ở bờ mông nàng, Độc Cô Thi cũng tự giúp nam căng của hắn cương lên, hắn nói, Thi Nhi, ta phải khiến nàng đau đớn một lần nữa. Độc Cô Thi nói, ừ, ca, Thi Nhi cho đến giờ chưa có cảm giác đau đớn. Thi Nhi nguyện ý cho chàng làm đau một lần, cho dù là một vạn lần đau đớn, Thi Nhi cũng nguyện ý chấp nhận. Hi Bình đột nhiên biến nam căng của mình thành thô dài vô bỉ, đột ngột tiến mạnh vào chỗ khe hở. Độc Cô Thi đột nhiên hét ra tiếng, hai khuỷu tay bám chặt lấy sàng giường chống giữ, hai chân cứng đờ, mông nhấc cao, cơ thịt trên bề mặt cũng rung rung, hiển thị thống khổ cực kỳ. Nàng đau đớn kêu lên, ca, Thi Nhi bị rách rồi, rất đau, cái đó của chàng như thế nào lại lớn như vậy? Úi a, ca, chàng hãy ngừng lại, Thi Nhi không muốn nữa. Nàng còn là xử nữ. Hi Bình lúc vừa mới tiến nhập Độc Cô Thi đã cảm thấy được vật chướng ngại vững chắc kiên cố. Hắn ở trong nháy mắt, lại không kịp suy xét, nam căn của hắn giống như dùi sắt đâm xuyên chướng ngại của nàng mà tiến thẳng hoa tâm thâm sử. Nhưng mà Độc Cô Thi thần thái thống khổ khiến hắn không dám tiếp tục. Đồng thời đem dương căn thu nhỏ lại, rút ra ngoài, hướng tới hạ thể nàng nhìn ngắm. Hắn giật mình nhìn thấy nơi đây có máu chảy ra, nhưng hắn biết, Độc Cô Thi thông đạo thật không có vỡ nứt. Giọt máu này, đến từ lớp màng trinh của nàng bị xé hủy. Nàng vậy mà còn là xử nữ. Độc Cô Thi cũng nhịn đau ngồi dậy, nhìn vào hạ thế chính mình, ngây người một hồi lâu, mới nói, ca, vì sao lại như vậy? Thi Bình ngồi lại trên giường, ôm lấy nàng, nói, có lẽ không nên hỏi nàng, nhưng vì để làm rõ sự việc, cho nên ta phải hỏi. Thi Nhi,
từ Thanh Vân tiểu tử kia dương căn có phải là rất ngắn? Độc Cô Thi nói ca, Thanh Vân cái đó thì rất ngắn, nhưng cũng hơi to. Chỉ là hắn mỗi lần tiến đến, Thi Nhi cảm giác được hắn đâm vào trong Thi Nhi, lại không giống ca chàng tiến vào sâu như vậy. Hắn dường như chưa từng tiến đến chỗ đó cô thiếp vậy. Có lẽ là bởi vì màng trinh của nàng khá dày mà khe mô rất nhỏ, cho nên hắn thật không thể phá được màng trinh của nàng, bởi vậy nàng cũng không có chảy máu. Thi Bình phỏng đoán không sai, kỳ thật Độc Cô Thi cơ hồ có thể được xem là một thạch nữ. Màng trinh của nàng so với nữ nhân bình thường dày hơn rất nhiều cũng cứng dẻo hơn rất nhiều, mà khe mô cũng so với nữ nhân bình thường còn nhỏ hơn rất nhiều. Cho nên dương căn của nam nhân rất khó phá được màng trinh của nàng, cũng chỉ có loại dương căn rắn chắc vô bỉ giống thiết bảng của hắn không cần biết dưới tình huống nào cũng ngang tàng cường thế mới có thể đột phá được màng trinh của nàng. Nhưng mà, loại nữ nhân giống Độc Cô Thi, thông đạo bản thân thì rất nhỏ hẹp, Hy Bình đồng thời cũng hơn bình thường cả thước tấc mạnh mẽ mà tiến nhập, tự nhiên sẽ khiến nàng đau đớn không cách nào chịu đựng. Độc Cô Thi ôm chặt Hy Bình, kích động nói ca, chàng nói Thanh Vân thật không có tiến đến chỗ đó của Thi Nhi. Chẳng lẽ từ đó đến nay hắn đều là ở bên ngoài Thi Nhi làm bừa? Ca, Thi Nhi còn có thể xem như là xử nữ không? Hy Bình cười nói, bây giờ thì đã không phải, nhưng mà vừa rồi đính thực là như vậy. Từ Thanh Vân thật sự là thất bại, không trách được nàng không có mang thai hài tử. Thi Nhi, vừa rồi có phải là rất đau đớn? Độc Cô Thi nói, ừ, người ta thiếu chút nữa đau đớn đến chết. Hy Bình nói, còn muốn hay không muốn tiếp tục? Độc Cô Thi buông Hy Bình ra, điều chỉnh phương hướng, nằm ngửa thẳng mặt lên, nói ca, thiếp biết cái đó của chàng rất xấu xa. Thi Nhi đã đau đớn một lần, chàng hãy thu nhỏ lại một chút đi. Chàng hiện tại đủ so với Thanh Vân lớn gấp bội, thiếp muốn của chàng giống như hắn to bằng nhau, bởi vì Thi Nhi đột nhiên bắt đầu sợ đau rồi. Hy Bình nằm sấp xuống, đè lên người nàng, thu nhỏ dương căn lại tiến vào hoa đạo, sau đó nhẹ nhàng hoạt động, nói, nàng luôn đều không có được trải qua vui sướng hoan lạc cao trào. Độc Cô Thi mơ màng nhìn hắn, nói Thi Nhi không hiểu rõ cái gì là cao trào, Thanh Vân và thiếp lúc đó dường như không làm sao thỏa mãn được. Thiếp vẫn phải giả vờ thỏa mãn không đứng lên. Thiếp đi theo hắn, chỉ vì bởi vì thiếp là thê tử của hắn. Nhưng hắn cũng không cần thiếp nhiều, lúc ấy thiếp vì muốn giúp hắn sinh một đứa hài tử mới như vậy. Dù sao thiếp cũng từng là thê tử của hắn, nhưng từ nay về sau thiếp không còn là thê tử của hắn nữa, bất kể từ trên nhục thể hoặc là trên cảm tình, hắn đều chưa từng thật sự tiến đến mức cao nhất của Thi Nhi. Thi Nhi cả đời chỉ có một nam nhân là chàng, ca. Chàng thật sự mạnh mẽ, Thi Nhi lúc trong thống khổ cảm giác được chàng dành cho ta sung sướng và khoái cảm. Tỷ tỷ nói thật không sai, chàng là một công cụ cỗ máy tình ái. Con trâu ngang ngược chuyên vì tình ái mà sống, vĩnh viễn đều có thể khiến nữ nhân vui sướng hô hoán vĩ đại nam nhân. Hy Bình động tác càng thêm mãnh liệt, chuyện cười, có người biểu dương, đương nhiên phải càng thêm cố gắng. Hy Bình nói, xem ra hai tỷ muội các người ở sau lưng ta nói xấu rất nhiều. Ta bây giờ phải giày vò đến chết nàng tiểu ni tử. Độc Cô Thi rên rĩ nói ca, dù là bị chàng giày vò đến chết, Thi Nhi cũng cam tâm tình nguyện. Đến đây, ca, hãy dùng phương thức mạnh mẽ nhất chinh chiến địch nhân xinh đẹp của chàng mà khiến cho nàng ta trong sát na tử vong thưởng thức được sự rung động nhất đời người. Hy Bình nghe được nàng nói như vậy, liền đem dương căn tăng lên đến mức nàng có khả năng dung nạp cực hạn, sau đó cùng đủ loại phương thức xâm chiếm lĩnh thổ cuối cùng của nàng. Độc Cô Thi do bị nam nhân mạnh mẽ xâm phạm bên dưới, lý trí dần dần thất thủ. Trong lúc mơ màng, nàng nhận được nam nhân này dành cho nàng tình ái khoái cảm mãnh liệt nhất, nàng cuối cùng vô lực tê liệt ở trong lòng hắn, theo đó mà mê man đi. Nam nhân này nói thật sự không sai, một khi bị hắn xâm phạm, nàng rốt cuộc vô lực đi lại. Nàng cuối cùng đã hiểu ra, Đỗ Quyên vì sao phải chạy ra ngoài. Đỗ Quyên sở dĩ không dám tại ban ngày cùng Hy Bình vui vẻ ân ái là bởi vì nàng biết một khi như vậy, nàng sẽ muốn ngủ thẳng đến hôm sau. Việc đó khiến cho tất cả người phong nhân viện đều biết là nàng ở ban ngày ban mặt cùng Hy Bình là làm chuyện gì. Người khác sẽ nói là nàng điên khùng, nàng không phải Hy Bình, thế nào có thể điên. Nhưng mà Độc Cô Thi đích xác theo Hy Bình điên một hồi, e rằng còn muốn điên suốt đời. Nàng rất thích loại cảm giác này, cũng giống như nàng thích nghe Hy Bình ca hát vậy. Nàng yêu tất cả của hắn, yêu luôn cả cơn điên tràn đầy của hắn. Hy Bình giúp nàng đắp chăn cho tốt, sau đó mặc y phục, đóng chặt cửa rồi đi ra ngoài.
Lúc rời khỏi Độc Cô Thi, hắn nói một câu, ta đã nói qua, nàng là tiểu kiều thê của ta, ai cũng không thể thay đổi sự thật này. Độc Cô Thi khi đó đã mê man, nàng không nghe được lời Hy Bình nói, nhưng tại bất luận lúc nào, nàng đều tin chắc Hy Bình sẽ bảo vệ nàng. Cho nên mặc kệ tương lai ra sao, nàng vẫn như cũ lựa chọn Hy Bình, vẫn như cũ yên bình mà ngủ. Có lẽ nàng từng là thê tử Từ Thanh Vân, nhưng nàng hiện tại lại chỉ thuộc về Hy Bình, chỉ là thê tử Hy Bình, chính thức thê tử. Nàng không oán, đương nhiên không hối hận. Trong khi Hy Bình đến, Hoàng Dương cùng Đỗ Thanh Phong đã trở về được một lúc rồi. Nhìn thấy Hy Bình đến, Vương Ngọc Phân trợn mắt hung tợn nhìn hắn, nói. Ngươi làm gì ở đâu mà lâu thế? Không biết bây giờ là ban ngày sao? Hy Bình không dám nhìn bà ta, lại hướng sang Hoàng Dương nói. Phụ thân, người đã trở lại, người có thấy người tình cũ của người hay không? Nghe nói bà ta cũng đi vào Đại Địa Minh rồi. Như thế nào, bà không trở về cùng người à? Tiểu tử này, có tình di chuyển sự chú ý của mọi người, để cho chuyện của Vương Ngọc Phân không bị mọi người để ý. Hắn cũng lại không cần trả lời nữa. Nhưng mà Vương Ngọc Phân tịch không định buông tha hắn, tiếp tục truy hỏi. Ngươi cùng Thi Nhi ở chỗ đó làm gì? Ôi a, nữ nhân này, như thế chưa đủ loạn lung tung. Hy Bình gãi gãi đầu, ngồi xuống ghế, cười nói. Cô nam quả nữ ở cùng trong một phòng lâu như vậy, bà nói xem còn có thể làm gì. Mẹ nó, thoát rồi. Vương Ngọc Phân mặt đỏ lên, Đỗ Thanh Phong vội la lên. Ngươi nói là ngươi cùng Độc Cô Thi cái gì rồi? Hy Bình thản nhiên thừa nhận. Ái chà, cũng là nhạc phụ thông minh. Đỗ Thanh Phong thở dài. Ta thông minh, ngươi lại làm cho không đủ thông minh rồi. Độc Cô Thi là con dâu của Từ Phiêu Nhiên, nhưng ngươi lại cùng nàng làm ra chuyện thế này. Sau khi lão ta trở về, chẳng biết sẽ đối với ngươi thế nào đây. Ai, lần trước từ địa ngục môn trở về, lão ta đã quyết liệt với chúng ta lắm rồi. Giờ đây ngươi làm ra việc này, khập năng lại phải binh nhung tương kiến rồi. Hy Bình nói, con sợ lão ta sao? Vấn đề này không phải sợ hay không sợ, mà là vấn đề đạo đức. Độc Cô Thi dù sao cũng là vợ của nhi tử lão, ngươi lại không sợ người khác nói ngươi. Cho dù ngươi không thèm để ý người khác nói ngươi như thế nào, nhưng ngươi thử nghĩ một người vợ người ta là sao đối mặt với những lời chỉ trích xung quanh chứ? Hy Bình đưa mắt nhìn Hoàng Dương, chậm rãi nói. Phụ thân, rất nhiều chuyện không đạo đức, con nhi tử người đều đã làm qua, cũng không sợ làm thêm một lần. Con mặc kệ người khác nói thế nào, chỉ cần không để con nghe thấy thì người đó đều vô sự. Nếu để con nghe thấy có người nói xấu Thi Nhi nửa lời, con sẽ đấm vỡ mồm hắn. Thi Nhi từ bây giờ đã là nữ nhân của con, với Từ gia không có gì quan hệ. Nếu có người không phục, dù cho kiếm đến Hoàng Hy Bình con đều tiếp được toàn bộ. Mẹ nó, đạo đức cái gì, lão tử mới đúng là đạo đức. Mọi người kinh dị đưa mắt nhìn hắn, người này quả nhiên là một thằng điên. Đỗ Thanh Phong lắc lắc đầu nói. Chúng ta quản không nổi ngươi rồi, việc đến rồi phân giải, cũng chỉ còn cách đứng ở bên ngươi rồi. Ngươi luôn mang đến phiền toái cho chúng ta. Hy Bình cười nói. Nhạc phụ, con biết người đối với con rất tốt, đến lúc đó con kêu Tư Tư sinh cho ngươi một ngoại tôn. Để cho lão nhân gia người những năm sau này, cuộc sống không còn tĩnh mịch như vậy nữa. Những lời này xem như hơi vỗ đít ngựa, bất quá, thật sự không thể nào cao minh hơn. Đỗ Thanh Phong cũng cười rồi mắng. Tiểu tử, ta còn chưa già đến mức không biết phải trái thế nào, ngươi nói sớm quá rồi. Không còn sớm, qua mấy tháng là sinh ra rồi, ha ha. Hy Bình nở nụ cười đến là đắc ý. Vương Ngọc Phân thật sự coi không nổi nữa, giận dữ nói. Những lời nói thế này mà ngươi cũng đường hoàng lớn tiếng, tiểu tử chết bầm ngươi. Xuân Yến nói. Muội muội, nó lại là người như thế này, nhưng không phải là do ta dạy đâu. Bà đem trách nhiệm một hai đẩy sạch sẽ, cũng không nghĩ đến chính mình một lần đã kêu Hy Bình đeo bám hoa lôi, cái này cực kỳ không đạo đức, đương nhiên cần phải sửa chữa rồi. Kỳ thật, không có cha mẹ như thế, làm sao có được người con như vậy? Đột nhiên Vương Ngọc Phân nói. Ngươi là Trần Yến Minh Nguyệt Phong, vì sao lúc trước chúng ta đền Hoàn Sơn Thôn, thì ngươi làm như không nhận biết chúng ta? Và còn đem võ công toàn bộ giấu đi, để chúng ta nhìn lộn ngươi chỉ là một phụ nhân rất bình thường, lại không ngờ ngươi là chân nhân bất lộ tướng. Chúng ta đã quy ẩn ở núi rừng, chỉ nghĩ sinh hoạt bình bình đạm đạm.
nhưng sự xuất hiện của các người, nói trên căn bản đã làm đổ vỡ sinh hoạt này. Lúc ta thấy các ngươi nhất định muốn lưu lại, mới nhường để các ngươi mang đi huynh muội bọn họ hai người. Nếu không các ngươi lại tình cờ gặp mặt được Dương ca cùng Hy Bình đi hái thuốc trở về. Lại sợ các ngươi là muốn thu Hy Bình làm đồ đệ, cũng sợ các ngươi thân phận thật sự Dương ca cùng với ta. Cho nên phải lừa dối rất nhiều, thật sự là không có ý như vậy. Ta nghĩ các ngươi sẽ hiểu được. Bà nói đúng vậy, thời gian nàng hành tẩu giang hồ, cũng như Mộng Hương bây giờ tháng ngày mang theo khuôn mặt giả tạo giống nhau. Huống hồ đã trải qua nhiều năm, cho dù vợ chồng Đỗ Thanh Phong từng thấy qua bà, cũng nhận không được bà. Nhưng mà Hoàng Dương lại không giống thế, hai kẻ tình địch ấy sao có thể không nhận biết nhau. Theo cơ bản như thế, năm đó Xuân Yến cho kêu bọn họ mang theo Hoàng Đại Hải và Tiểu Nguyệt rời khỏi Sơn Thôn. Vương Ngọc Phân mỉm cười nói. Chúng ta thế nào lại thu cái loại người như nó làm đệ tử? Bà đối với Hy Bình tựa hồ rất có ý kiến, Hy Bình cũng không biết đã đụng chạm đến chỗ nào của bà. Đỗ Thanh Phong nói. Kỳ thật sau này ta cũng đã biết được từ Đại Hải và Nguyệt Nhi tên của phụ thân của chúng nó, nhưng ta nghĩ trên thế gian rất nhiều người đồng danh đồng tính. Huống chi đổi lại, cho dù chân chính là Hoàng Tiểu Tử, đấy cũng không gì không thể. Hắn muốn sống tại Thâm Sơn, dù sao con gái hắn ở trong tay ta, chỉ là không ngờ ngươi chính là Chân Yến Minh Nguyệt Phong. Ai, nhân thế khúc chiết. Đỗ lão đầu, con mẹ nó, ngươi kêu ta rằng Hoàng Tiểu Tử hơn 10 năm rồi còn không quá nghiện ngập. Nếu lúc trước ở chỗ ta, tuyệt sẽ không cho ngươi đem nhi tử ta đi. Mẹ nó, nhìn ngươi đem con ta dạy một đức tính cùng ngươi, thật khiến cho người ta ân hận. Ngươi lại không thể tìm đối tượng khác dạy y được sao? Hoàng Dương vừa kêu vừa réo lớn lên, tóm lại lão hiểu được đứa con thứ hai của lão sẽ tán gái ở bất kể chỗ nào, tính tình nó giống hệt như Hoàng Dương ấy. Sinh con ra đương nhiên cũng được cái giống đa tình thuần chất, có thể Hoàng Đại Hải mỗi ngày lại không đúng, ngươi nói lão điên. Còn tốt, có đứa con lớn, chẳng những đa tình, đơn giản là dâm côn. Đỗ Thanh Phong cười y nói. Đúng, không đúng cần xem kết quả. Hoàng Dương trợn mắt không lời đối lại, Hy Bình phẩy tay nói. Khách khách, nhạc phụ, điểm ấy con rất giống ngươi, coi lại cha con ngày trước thường là bị ngươi chọc tức. Không phải vậy, phụ thân sẽ không sợ những câu nói ấy của ngươi như thế. Cũng phải, phụ thân từ Trường Xuân Đường ra, khả năng thế nào đấu qua ngươi. Đỗ Thanh Phong nói. Bất quá cha của ngươi là rất có năng lực chạy trốn. Khách khách, Hy Bình cũng cười to theo. Đúng. Không đúng một dạng như tiểu ba, cười chết ta rồi, không có ngạc nhiên trước khi con đánh nhau, tóm lại là phụ thân nói với con đánh không xong lại chạy trốn, nên điểm ấy con không nghe. Quả như mỗi lần đánh nhau con đều bỏ chạy, con còn có thể gọi quyền vương sao? Hoa Sơ Khai cũng không cam tĩnh mịch nói. Bọn ngươi không cần phải cười, tóm lại có một ngày các ngươi sẽ tại trước mặt Trường Xuân Đường chúng ta hèn hạ cầu xin, đã đánh nhau thì có bao giờ kết thúc? Sẽ không nhất định đánh nhau, có cái gì đắc ý chứ? Lão tử Trường Xuân Đường có thể cầm tiền đánh chết các ngươi. Coi các ngươi còn khoa trương ầm ĩ không? Tiền nhiều thì lớn tiếng, Đỗ Thanh Phong cũng có chút sợ rồi, vội hỏi. Hoa tài chủ không cần tức giận, chúng ta chỉ là nói vui mà thôi, đến lúc chia tay đừng quên cho huynh đệ vay chút tiền. Hoa Sơ Khai cười khổ nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, trước kia ngươi mượn, khi nào mới trả lại? Đỗ Thanh Phong, Hoàng Dương và Hoa Sơ Khai ba người nhìn lẫn nhau một trận, đột nhiên phát ra tiếng cười cuồng dại. Sau khi cười qua, Xuân Yến nói. Các người cũng nên nói xem lần này tại Đại Địa Minh thương lượng cái gì. Đỗ Thanh Phong sắc mặt lập tức nghiêm chỉnh nói. Lạc Thủy đã bại trận, còn bị Thái Âm giáo phản công đuổi thẳng trở về. Xem ra không còn bao nhiêu ngày, Lạc Thủy sẽ trở lại Long Thành, mà Thái Âm giáo cũng sẽ lại đánh tới Long Thành. Cho nên Lạc Hùng khẩn cấp triệu tập cao thủ các đại phái, thương lượng sách lược kháng địch. Vương Ngọc Phân nói. Thanh Phong, ta chợt nghĩ ra được ở trong đó có rất nhiều nghi vấn. Rút cuộc là Thái Âm giáo xâm nhập Võ Lâm Trung Nguyên chúng ta, hay là chúng ta đi công đánh Thái Âm giáo? Đỗ Thanh Phong trầm tư một lát rồi nói. Ta cũng không rõ ràng lắm, nghe đồn trên giang hồ Thái Âm giáo chuẩn bị xâm nhập Trung Nguyên. Lạc Hùng nghe được tin tức đó. Vì sự yên bình của Võ Lâm Trung Nguyên, cho nên quyết định tiên hạ thủ vi cường, không cho âm mưu Thái Âm giáo đạt được. Và Thái Âm giáo Thượng Đại Thánh Nữ A Mật Y cùng Huyết Ma có quan hệ rất sâu xa. Theo một góc độ nào đó mà nói,
nhưng người ấy muốn trả thù Võ Lâm Trung Nguyên, bởi vì huyết ma bị chúng ta xuất lĩnh Võ Lâm Trung Nguyên truy sát. A Mật Y đương nhiên sẽ không thể quên hận thù của tình nhân bà ta với Võ Lâm Trung Nguyên, vì tình nhân sẽ làm hết khả năng có thể. Tóm lại bà ta sẽ tầm kỳ trả thù. Nếu đã muốn phòng, thì sao không tấn công, cho nên mặc kệ là như thế nào, ta đều là ra sức cho Lạc Hùng. Sắc mặt Xuân Yến buồn bã nói. Đại Địa Minh cùng Thái Âm Giáo cũng có quan hệ rất lớn, vì sao Lạc Hùng lại chủ trương công đánh Thái Âm Giáo? Nhiều người đều biết, nãi nãi của lão ta là thánh nữ Nguyệt Như Sương của Thái Âm Giáo, lão ta thế nào lại cầm đầu tiêu diệt Thái Âm Giáo? Huống hồ Thái Âm Giáo tuy nói có thể xâm nhập Trung Nguyên vì huyết ma báo thù, nhưng cũng tịnh không có hành động thực sự, có phải là chúng ta quá gấp gáp? Ngược lại giờ đây đem Thái Âm Giáo đưa tới rồi. Thực lực Thái Âm Giáo tuy lớn, nếu muốn cùng cả Võ Lâm Trung Nguyên đối đầu thì không có khả năng, bọn họ có thể không về, nhưng mà đã đến đây, đương nhiên là ôm trong lòng quyết tử. Vì thế Võ Lâm Trung Nguyên cũng phải trả giá thật lớn, lúc ấy Võ Lâm sẽ lưu huyết không ngừng, còn nói cái gì yên bình nữa. Đúng vậy, có cửu sát, thì có huyết, giang hồ lại tuyệt sẽ không an bình. Đỗ Thanh Phong lâm vào trầm tư, tất cả mọi người nhìn lão. Hoàng Dương lại đột nhiên nói. Ta ghét nhất gã điểu nhân Lạc Hùng ấy. Xuân Yến toàn thân chấn động, cả kinh nói. Dương ca, ngươi vì sao chán ghét lão ta? Hoàng Dương nói. Huynh chẳng biết vì sao, dù sao gặp lại lão ta huynh lại thấy không thoải mái. Năm đó lúc huynh đối mặt với huyết ma. Mặc dù trong lòng có sợ, nhưng mà lại như trong cái sợ sinh ra một loại cảm giác kính phục. Y là ma nhân, nhưng khí phách của y cũng khiến lão tử khâm phục. Ta nhìn lại Lạc Hùng này công nhận là nhân vật anh hùng mà lại loại cảm giác ghê tởm. Nguyên lai là thiên kiến. Mọi người đều thở dài một hơi. Lão nhân, thiên kiến đặc biệt lớn. Thi Bình quả nhiên không hổ là nhi tử bảo bối của Hoàng Dương, hắn phụ họa nói. Phụ thân, còn ủng hộ người. Lần sau gặp lại lão ta, con lại giúp người chỉnh lão ta. Phụ tử chúng ta đồng lòng, phụ thân nhìn lão ta muốn buồn nôn, nhi tử thấy lão ta đương nhiên cũng sẽ không ngon miệng, không đánh lão ta thế nào được. Lão tử còn muốn ăn cơm chứ? Đánh lão ta rồi, phụ tử chúng ta hai người mới có thể ăn uống an ổn, bằng không ăn cơm rồi nhìn thấy lão ta lại nôn ra. Điều ấy lại không đáng giá rồi. Tiểu tử này, vì muốn đánh nó, lý do gì đều có thể đưa ra được. Hoàng Dương chăm chú nói. Tốt lắm, nên như thế. Không thể tưởng được là người một đằng kêu Hy Bình chạy trốn, hiện tại lại có thể cũng cao giọng ủng hộ Hy Bình đi tìm người ta, thật sự là tiến bộ thần tốc. Người ta nói, sống đến già học đến già, Hoàng Dương lão nhân đúng là đệ tử tốt nhất, đến lúc chạy trốn bắt đầu học tập người ta dạy người đánh trả, đó là một con đường xa xôi nhiều. Hoa Sơ Khai nói. Ta nói thật, ta cũng không thích Lạc Hùng con người ấy. Có đôi khi ta cảm thấy trong đôi mắt y có tàng chữ điều gì ấy khiến người ta lạnh lòng. Lúc huyết ma đánh với Lạc Vân và Võ Lâm tứ đại gia, cha ta Hoa Thắng tuy không có tham dự. Nhưng sau khi Lạc Vân bị huyết ma đánh chết, bởi vì ngoài y ba vị trưởng bối đều bị thương, cho nên ta không tham gia tang lễ của Lạc Vân, chỉ có cha ta đến đó. Sau khi cha trở về, dặn ta chú ý Lạc Hùng nhi tử của Lạc Vân. Mà Lạc Hùng lúc ấy ở trong chốn Võ Lâm kỳ thật tịch không có nổi danh gì. Ta không biết vì sao cha ta muốn ta chú ý Lạc Hùng. Vì vậy hỏi để làm cái gì, cha chỉ có nói một câu y so với cha y Lạc Vân còn phải đáng sợ hơn. Có lẽ là bởi vì những lời này, sau này ta nhìn thấy Lạc Hùng thì tóm lại trong lòng không được thoải mái, nhưng lại không biết không thoải mái ấy vì sao mà đến. Mọi người hai mắt nhìn Hoa Sơ Khai kinh ngạc, nếu đơn giản là Hoàng Dương hay Hy Bình nói chán ghét Lạc Hùng còn có chút đạo lý, bởi vì trong hai người đó một thì thiên kiến. Một thì phong tử. Nhưng giờ đây ngay cả Hoa Sơ Khai cũng nói như thế, và Khai Sơn chi tổ Hoa Thắng của Trường Xuân Đường cũng bàn ra thế, lại khiến người ta suy nghĩ sâu xa và khó hiểu rồi. Đỗ Thanh Phong nói, việc này tạm thời không nói, Lạc Hùng là một người như thế nào, tất cả mọi người đều công nhận rồi, chúng ta nói xấu người ta sau lưng tịnh thấy không được tốt lắm. Gần đây phương Nam xuất hiện một cổ thế lực, tại ngắn ngủi trong 1-2 tháng. Đem một số ma môn và ma nhân lớn nhỏ hợp thành, nhưng tịch không đến gây sự tránh đạo Trung Nguyên. Điều ấy khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái, đúng là còn có hồ điệp môn cũng ở trong đó, ta sợ tinh oánh đã bị ảnh hưởng đến. Dứt lời, lão hướng Vương Ngọc Phân nhìn thoáng qua, cái nhìn ấy của lão mang rất nhiều áy náy. Hy Bình cười nói,
Nhạc phụ, không phải lo, nhạc mẫu này của con không ai dám đụng. Có Hoàng Hy Bình con ở đây, ai dám có chủ ý đánh nhạc mẫu này. Ha ha, lão tử Thiết Quyền đón tiếp. Vương Ngọc Phân không khách khí nói. Ngươi cho ta chút đứng đắn. Ngươi tính toán điều gì đây? Ngươi làm như ngươi lợi hại lắm không bằng. Hy Bình trợ mắt liếc qua liếc lại. Ôi, nhạc mẫu này đối với hắn thế nào mà càng ngày càng nổi giận rồi. Hình như hắn không có làm phiền bà nhiều mà. Trước kia bà giống như Đĩnh Văn Tĩnh, thế nào không được vài ngày lại biến thành bà già ngang ngược rồi. Hắn đưa ánh mắt hướng sang Đỗ Thanh Phong, hy vọng nhạc phụ này có thể quản quản lão bà của mình, ai ngờ Đỗ Thanh Phong đứng lên nói. Ngọc Phân, nước đấy có thể nguội rồi, ta trở về uống đây. Đúng rồi, cũng không thấy hai tiểu tử ra đây, không biết bọn chúng chạy đi đâu rồi. Đỗ Thanh Phong bỏ đi, là lão muốn uống cẩu tiên thang. Sau lại mới biết chẳng những canh không còn rồi, ngay cả hai củ nhân sâm hình người ở trong nồi canh cũng bị hai tên hỗn xược độc Cô Minh và Hoa Tiểu Ba ăn mất. Lão không có tức giận, chỉ là trong lòng tự nói, bọn trẻ bây giờ. Hy Bình vừa thấy Đỗ Thanh Phong bỏ đi, mà Vương Ngọc Phân lại trừng mắt nhìn hắn. Trong lòng hắn cảm thấy không được thoải mái, muốn đứng lên. Vương Ngọc Phân nói, ngươi muốn đi đâu? Hy Bình nói, con muốn ra ngoài hóng gió. Trong này có chút buồn bực. Vương Ngọc Phân nói. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta. Ồ, có không? Hy Bình cảm thấy kỳ quái. Bà đặt vấn đề hỏi hắn khi nào nhỉ? Chẳng những Hy Bình, mà mọi người đều có nghi ngờ này. Vương Ngọc Phân có hỏi Hy Bình vấn đề gì sao? Hy Bình nói. Vấn đề gì? Vương Ngọc Phân nói. Ta hỏi ngươi có bao nhiêu lợi hại? Nguyên lại điều ấy cũng tính là vấn đề, ai? Hy Bình không trả lời không được nói. Con có lợi hại bao nhiêu, đến lúc đó người sẽ biết, tuyệt đối so với trong tưởng tượng của người phải lợi hại hơn. Bởi vì con là con rể bảo bối của người. A hát ha, nhạc mẫu, con đến lúc phải đi rồi, sau này lại trả lời vấn đề của người. Hắn vội cong đuôi chạy ra ngoài, Đỗ Quyên chạy theo sau lưng hắn hô lên. Ca, buổi tối nhớ về ăn cơm. Hy Bình cũng không quay đầu lại nói. Tiểu Điểu Nhi. Nàng đem mình đi rửa trắng nộn thơm phức, buổi tối ta trở về ăn nàng. Mộng Hương tự rời khỏi Phong Nhân Viện, Lầm Lì không nói, Bảo Nguyệt cũng không nói với nàng. Bảo Nguyệt muốn cùng Mộng Hương nói chuyện, nhưng mà không biết nói từ đâu. Nàng nhìn Mộng Hương ở phía trước, nữ nhân này nguyên là Minh Nguyệt Phong Nguyệt Nữ, lại có quyền năng khống chế cuộc sống của nàng. Đúng thật, tại Minh Nguyệt Phong, nữ đầu của Minh Nguyệt Phong có thể chọn người mình lấy. Nhưng người muốn lấy phải dưới sự cho phép của Nguyệt Nữ. Mộng Hương kế thừa địa vị Nguyệt Nữ, cho dù Thượng Đại Nguyệt Nữ Mộng Tình cũng không có biện pháp khống chế nàng ta. Bảo Nguyệt biết, nếu không có biện pháp để Mộng Hương cho phép, cuộc sống nàng ta, tất cả cùng Hy Bình vô duyên, hoặc giả, vô duyên với tất cả nam nhân. Nhiều nữ đổ Minh Nguyệt Phong không thể lấy chồng, không phải Nguyệt Nữ không cho phép lấy chồng, nhưng từ khi lúc bắt đầu bọn họ tiến nhập Minh Nguyệt Phong, thì đã lập thệ suốt đời sống độc thân. Sau khi Nguyệt Nữ đồng ý, lời thệ này mới đến lục quang. Mộng Hương thình lình quay đầu, nói, Bảo Bảo, muội có hận tỷ không? Bảo Nguyệt giật mình, ngẩng đầu nói, tiểu thư, tại sao hỏi Bảo Bảo những lời này? Tỷ biết, vô luận tỷ làm chuyện gì, Bảo Bảo cũng không hận tỷ, thật đấy. Mộng Hương u oán nói, tỷ biết trong lòng muội hận tỷ. Kỳ thật tỷ sớm biết muội yêu thích Hoàng Hy Bình, có lúc tỷ cũng không phản đối. Nhưng Hoàng Hy Bình nói tới nói lui làm người ta khó chịu, tỷ làm sao đối với hắn có hy vọng gì? Bảo Nguyệt nói, muội biết chàng không tốt, nhưng muội. Mộng Hương nói, muội muốn lấy hắn, tỷ không phản đối, nhưng giữa chúng ta có một ước định không tầm thường. Với ước định này tỷ phải lấy hắn, đương nhiên, muội cũng có thể ngăn cản tỷ lấy một nam nhân khác. Bảo Nguyệt bước lên phía trước, tay phải nắm giữ Mộng Hương lại, vui mừng nói, tỷ. Tỷ cũng nhớ ước định thuở nhỏ của chúng ta. Mộng Hương cũng kéo nhẹ nàng, nói tỷ không nhớ tỷ phải hội ý cẩn thận muội muốn lấy ai. Bảo Nguyệt suy nghĩ nói, ai? Huynh ấy rất xấu, nhưng muội không cần biết, chỉ thích huynh ấy thôi. Tỷ, muội chắc phải quên huynh ấy thôi, muội không muốn làm tổn thương tỷ. Mộng Hương nói, đôi khi, quên một người còn khó hơn nhớ một người nhiều. Có lẽ muội không thể quên hắn. Nhưng đó là cái giá phải trả cho cuộc sống độc thân. Nhiều lúc, tỷ cảm thấy bất công đối với muội, trong lòng cảm giác do mình hại muội. Bảo Nguyệt nói, không phải như vậy,
tỷ tỷ làm sao có thể hại muội như vậy? Trên đời này, chỉ có sư phụ và tỷ tỷ thương muội nhất. Mộng Hương im lặng. Hai nữ lặng yên bước đi, Mộng Hương nói, có lẽ sư phụ cũng hận tỷ. Bào Nguyệt kinh ngạc nói, tỷ tỷ, vì sao sư phụ hận tỷ chứ? Mộng Hương cảm thán nói, có nhiều sự việc tỷ không hiểu nổi, nhất định sẽ có đáp án trong hôm nay. Bảo Bảo, muội trước không nói Hy Bình có thể có quan hệ với sư phụ phải không? Thật à, Bảo Nguyệt nói, đó thì không nhiều phải không? Mộng Hương nói, nếu như tỷ muốn giết Hy Bình, như vậy có được không? Bảo Nguyệt kêu kinh hãi nói, tỷ tỷ, tỷ thật sự muốn giết huynh ấy. Huynh tuy rất xấu, nhưng huynh ấy không đối với tỷ tỷ như vậy mà. Mộng Hương nói, tỷ muốn biết, nếu tỷ thật sự giết hắn, muội sẽ như thế nào? Tay phải của Bảo Nguyệt nắm giữ Mộng Hương run nhẹ nhẹ, im lặng một lúc lâu. Mộng Hương than dài một tiếng, tấm mạn che mặt thổi ra phía trước, thanh âm như mộng bay vào tai Bảo Nguyệt, thật sự lời sư cô nói không sai, nếu tỷ giết Hy Bình, tỷ hoàn toàn cô lập. Tuy trong tay tỷ có cả Minh Nguyệt Phong, nhưng muội và sư phụ bỏ rơi tỷ mà đi. Điều đó làm lòng tỷ rất đau khổ. Bảo Nguyệt kiên định nói, không cần biết như thế nào, muội tất cả không để tỷ bị thương hại, trừ khi Bảo Bảo chết trước tỷ tỷ. Mộng Hương nói, muội lại có thế nguyện ý đứng nhìn Hoàng Hy Bình bị thương hại à? Bảo Nguyệt rất thành thật nói, các người ai bị thương hại, Bảo Bảo tất cả không nguyện ý đứng nhìn. Dù cho dùng hết tất cả năng lực của muội cũng cản trở các người đấu tranh, dù có chết cũng phải cản trở cho tới cùng. Mộng Hương nói, có một số sự việc, muội cản trở không được. Bảo Nguyệt nói, muội có thể. Tỷ tỷ, Hy Bình tuy xấu, nhưng huynh ấy nghe lời muội. Muội sau này sẽ kêu huynh ấy không được chọc dân tỷ, huynh ấy sẽ nghe. Nàng nói rất thành thật, nhưng trong sự thật ít nhiều cần xung quanh giúp đỡ. Bởi vì nàng đã phát thệ cùng Hy Bình cắt đứt quan hệ. Hy Bình làm sao có thể nghe nàng ta đây? Hơn nữa, nếu Hy Bình có cơ hội thân thiết với nàng trước mặt Mộng Hương, chuyện đó không thể có khả năng. Mộng Hương mà nhìn thấy có tức giận không? Hai mắt Mộng Hương như mộng bộc lộ một nỗi buồn, nói, đôi khi hắn rất nghe lời nữ nhân. Đương nhiên, huynh ấy thật sự rất thương muội. Trong lòng Bảo Nguyệt rất vui mừng, thuận miệng nói xong mới biết không thể nói, liền nói, muội chỉ nói lúc trước, bây giờ Bảo Bảo không thương huynh ấy nữa. Mộng Hương nói, muội biết vì sao hắn và sư phụ rất giống nhau không? Bảo Nguyệt nói, nếu là thân nhân, đương nhiên có điểm giống nhau. Mộng Hương nói, tịnh không đơn giản như vậy, việc đó, khi nào cơ hội đến, tỷ sẽ nói với muội. À, sư phụ là người rất tốt, sao lại có một loại hỗn đản? Bảo Nguyệt kinh ngạc nhìn Mộng Hương, không hiểu vì sao nàng nói như vậy. Mộng Hương tiếp tục nói, hỗn đản thì rất hỗn đản, cũng thật sự không đơn giản. Muội luôn lo lắng hắn bị tỷ giết, kỳ thật tỷ không có đủ tự tin thắng hắn. Rất nhiều người nghĩ hắn ngoại trừ dùng đao thì là một người bỏ đi, nhưng tỷ không tin như vậy. Trong phòng đó, hắn gần như lấy mạng tỷ. Lúc muội bên ngoài có nghe một âm thanh sấm sét không? Bảo Nguyệt nói có, nhưng rất nhanh, tỷ tỷ, sao lại hỏi vấn đề này? Mộng Hương trầm nói, cũng trong khoảnh khắc đó, tỷ cảm thấy e sợ, nhưng cũng đồng thời đối với hắn sinh cảm kích. Vì hắn có trái tim mềm yếu, cuối cùng phần bại về hắn. Nếu hắn không giả vờ chết, thì hắn đã chết thật sự. Bảo Nguyệt không thể tưởng Mộng Hương cùng Hy Bình trong phòng đánh nhau dữ dội. Nàng từ trong lời nói của Mộng Hương, ít nhiều minh bạch cơ hồ Mộng Hương có thể chết trong tay Hy Bình. Nàng nghĩ không ra Hy Bình dùng loại võ công gì làm Mộng Hương thất bại. Bảo Nguyệt nói, tỷ tỷ, huynh ấy nếu bị tỷ tỷ giết chết có lẽ rất bình thường, nhưng muội không hiểu vì sao toàn thân huynh ấy không mặc quần áo bỏ chạy. Trong thời gian ngắn như vậy, huynh ấy không thể cởi bỏ quần áo nha. Bảo Bảo, sao muội hỏi nhiều vậy? Mộng Hương giận hờn nói. Bảo Nguyệt lặng đi, đã một thời gian rất lâu nàng không nghe lời nói giận hờn của Mộng Hương. Nàng đưa mặt ngưng thị nhìn Mộng Hương, phát giác cái cổ của Mộng Hương lộ bên ngoài tấm mạn che mặt đã đỏ ửng, nàng phảng phất minh bạch một điều, nói, tỷ tỷ, có phải tỷ cởi y phục của huynh ấy không? Mộng Hương phủ nhận nói, tỷ không có, và đứng lại tiếp tục nói, Bảo Bảo, muội không nên hỏi chuyện này. Sau này hắn không làm phiền tỷ cũng không làm phiền hắn. Kỳ thật, tỷ có làm phiền hắn, tỷ đến chết cũng không e sợ một ai. Bảo Nguyệt nói, nhưng, huynh ấy không thể bị tỷ đánh đến toàn thân thâm tím phải không? Mộng Hương nói, bởi vì toàn thân bị thâm tím,
hắn vẫn mạnh như long hổ, điều đó thật đáng sợ. Bảo Nguyệt cúi đầu, giống như đang trầm tư. Mộng Hương cũng không nói một lời, lưỡng nữ vẫn tiếp tục nắm tay nhau đi. Sau một khắc, bọn họ đã đến Đại Địa Minh. Nhiều người trong giang hồ hướng tới họ chào hỏi, bọn họ cũng cho qua. Cứ như vậy đi về phòng của bọn họ, đổi tấm màn che mặt, rồi gấp lại. Có âm thanh vang lên ở trước cửa phòng kế bên phòng của họ, chính là của Mộng Tình, cửa chỉ đóng thôi. Bảo Nguyệt trước tiên mở cửa, Mộng Tình nhìn thấy lưỡng nữ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ nở nhẹ một nụ cười xinh đẹp nói các con đã trở về. Lưỡng nữ nhẹ nhàng nói, vâng, đồng thời lao vào lòng Mộng Tình, cũng như ngày xưa. Mộng Tình ôm lưỡng nữ, cười nói, vì sao không ở lại Phong Nhân Viện mà lại trở về. Mộng Hương nói, Hương Hương nhớ sư phụ mà. Bảo Nguyệt cũng nói, sư phụ, chúng con sẽ không đến Phong Nhân Viện nữa. Mộng Tình kinh hãi nói, vì sao vậy? Mộng Hương nói, con không thích Hoàng Hy Bình. Mặt Mộng Tình buồn bã, nói, chỉ vì Hoàng Hy Bình à. Mộng Hương khẳng định nói, đúng vậy. Bảo Nguyệt nói, sư phụ, người gặp huynh ấy chưa? Huynh ấy là thân nhân của sư phụ à? Mộng Tình im lặng một lúc nói, ta chưa thấy qua hắn, hắn cũng không phải thân nhân của sư phụ, nghe nói hắn rất xấu. Hương Hương nguyên lai cũng không ưa hắn. Bảo Nguyệt kỳ lạ nói, sư phụ, huynh ấy không phải thân nhân của người, người vì sao bảo chúng con bảo hộ thê tử của huynh ấy? Mộng Tình nói, ta sao có một tiểu bảo bảo có cái miệng lanh lợi thế này? Ta để các con đến Trường Xuân Đường, nhưng ta không nói các con bảo hộ ai mà. Trường Xuân Đường là ân nhân của sư phụ, vì thần Đao Môn đã bị địa ngục môn tấn công, ta lo Trường Xuân Đường cũng bị như vậy, để các con trấn thủ cũng hợp tình hợp lý. Bà ta nói ra lý do rất miễn cưỡng, lưỡng nữ tự nhiên không tin, nhưng cũng làm khó sư phụ của mình. Mộng Hương nói, nếu có một ngày, Hương Hương phải cùng Hoàng Hy Bình hoặc giả võ lâm tứ đại thế gia đối địch, người có thấy Hương Hương kỳ lạ không? Mộng Tình giật mình, kinh ngạc nhìn Mộng Hương. Sau đó thả lưỡng nữ ra, đi đến trước giường, vô lực ngồi xuống giường. Nhưng một lúc ba tà nhìn lưỡng nữ, chậm rãi nói, sẽ có một ngày như vậy à? Mộng Hương đột nhiên lao vào lòng Mộng Tình, nói, sư phụ, Hương Hương có chết, con cũng không làm cho sư phụ lo lắng. Mộng Tình vuốt ve mái tóc của nàng nói, nếu như thật sự có ngày đó, ta hy vọng con thắng. Nhưng con không cần truy tận sát tuyệt, sư phụ rất cảm kích con. Mộng Hương nói, sư phụ, con chỉ muốn giáo huấn hắn, không muốn giết hắn. Mộng Tình kinh ngạc nói, con đã biết chuyện gì? Mộng Hương nói, vâng, sư phụ, con đã biết, nhưng con không thích hắn là đại ca của Hương Hương, cũng không muốn là thê tử hắn, không muốn là gì của hắn. Mộng Tình nói, điều đó, ta không miễn cưỡng các con, nữ nhân của hắn đã quá nhiều, các con có thể tìm cho mình nam nhân khác tốt hơn, chỉ là muội muội. Hắn cũng đã có. Bảo Nguyệt tiến lại. Nói, sư phụ, các người đang nói chuyện gì? Sao bảo bảo không hiểu gì hết vậy? Mộng Tình mỉm cười nói, con không cần biết quá nhiều. Bảo Nguyệt giận dỗi nói, không chịu nói thì thôi, hừ. Mộng Tình nói, bảo bảo của chúng ta giận rồi, thật nghiêm trọng. Mộng Hương ngẩng mặt lên, nhìn thấy nét hầm hầm của Bảo Nguyệt nói, tỷ sẽ nói, khi có cơ hội đến, muội sẽ biết. Có gì mà đắc ý chứ? Đừng nghĩ người khác không biết chứ. Bảo Nguyệt không lĩnh tình nói. Mộng Tình kinh ngạc nói, con đã biết gì? Bảo Nguyệt nói, dĩ nhiên là biết, nhưng không nói cho các người. Mộng Tình và Mộng Hương nhìn bộ dạng khả ái của nàng, thình lình mỉm cười. Sau khi cười, Mộng Tình nói, Hương Hương, có một nam nhân rất tốt nói muốn hội ước với con. Bảo Nguyệt và Mộng Hương cả hai chấn động. Mộng Hương nói, sư phụ, Hương Hương đã nói không lấy ai mà. Bảo Nguyệt cũng nói, sư phụ, là ai vậy? Không có hội ước với con không cần phải lo lắng. Mộng Tình nói, chuyển nhãn ngưng thị nhìn mặt Mộng Hương, phảng phất như muốn nhìn xuyên tấm màn che mặt của nàng. Mộng Hương bị bà ta nhìn không có hảo ý, nhãn tình như mộng xuất hiện hoảng loạn, tay vuốt ve sư phụ của nàng, bẽn lẽn như tiểu nữ hài. Mộng Tình dù nhẹ nhàng nói hai từ, Lạc Thiên. Hy Bình lần đầu vào Đại Địa Minh, lần này khác với lần trước. Chỉ có mình hắn đi vào. Hắn không hiểu vì sao lại chọn Đại Địa Minh, có lẽ bởi vì trong này có nữ nhân hắn muốn gặp. Võ sĩ giữ cửa nhận ra hắn, vì cái mặt đầu heo của hắn rất dễ nhận ra. Trong nhiều ngày này, ở Đại Địa Minh chỉ có một cái đầu heo này, chính là hắn Hoàng Hy Bình.
vì thế hắn rất thuận lại đi vào. Hắn đi vào bên trong, nhìn thấy những người võ lâm, hắn cũng không chào ai, cũng không có ai lý đến hắn. Kỳ thật rất nhiều người không biết hắn là ai, cũng có nhiều người nghĩ Lưu Manh ở đâu vừa đến, cũng có thể nghĩ đó là đại nhân vật của chủ nhà. Có thể có ít nhất 12 Lưu Manh phải không? Trên đời này cũng vậy, ai trở thành một nhân vật, cũng phải có điểm giống một kẻ Lưu Manh, nhưng lại không quá mức. Hy Bình trong mắt vài người, trở thành Lưu Manh do Đại Địa Minh nuôi dưỡng. Hy Bình không cần quản đến chuyện này, hắn đi tản bộ bên trong. Hoàng hôn xuống dần, nhìn ngó khắn nơi, cảm thấy không muốn trở về. Nghĩ muốn trở về Phong Nhân Viện, hắn cũng có cảm giác còn sớm. Không biết tiểu điều nhi của hắn đã chuẩn bị tốt chưa? Bởi vậy dừng lại lắc lắc đầu, đột nhiên lấy tay đánh lên đầu đang lắc của mình một cái, quay đầu bỏ đi rất nhanh. Phương hương hắn đến tất nhiên là U Liên Trai. U Liên Trai giống như lần trước, có rất ít người lui tới. Hy Bình xuyên qua cửa, cũng gấp trở lại nhìn xem tình huống bên ngoài viện, cảm giác tất cả cũng bình thường, hắn chỉ đến trước phòng. Nguyên chuẩn bị trực tiếp mở cửa, nghĩ suy, hắn có thể làm kinh động cả hai. Bên trong truyền ra âm thanh của Lạc U Nhi, có chuyện gì vậy? Câu hỏi này Hy Bình không biện pháp hồi đáp, ít nhiều người cũng đã hỏi câu này, Hy Bình nghi ngờ, có lẽ có vài người đi qua đây lúc nãy, nghĩ trong phòng Lạc U Nhi lúc nãy có người, bởi vậy mới có câu hỏi kỳ quái như thế. Hắn nói, không có gì, chỉ muốn tới thăm nàng. Lạc U Nhi nghe thanh âm của hắn, nhưng nàng không hồi đáp, trong phòng yên tĩnh một cách kỳ lạ. Hy Bình đưa tay đẩy cửa, sau đó khép cửa, chuyển thân muốn vào, chưa bước được một bước, Lạc U Nhi trong phòng nói, không được đóng cửa lại. Hy Bình thình lình quay đầu, đẩy cửa ra, nhìn Lạc U Nhi đang nằm trên giường. Trước giường của nàng có đặt một cái bàn ăn, thức ăn trên bàn ăn chưa có ăn. Song nhãn của Lạc U Nhi oán hận trừng trừng nhìn Hy Bình, làm cho Hy Bình không được tự nhiên, đưa tay tìm kiếm dấu vết trên mặt của mình, nói có phải mặt của ta căng ra quá nhiều không? Vừa mới đánh nhau với người khác. Hắn đến trước giường, ngồi kế bên Lạc U Nhi, đưa tay chăm sóc cho mái tóc trắng phân tán của nàng, nói thức ăn dùng liền mới ngon, sao không dùng? Lạc U Nhi không trả lời hắn, làm hắn có cảm giác không biết làm gì, nên nói, nàng không ăn uống đầy đủ, làm sao có khí lực báo thù ta? À, nàng rất không muốn giết ta phải không? Lạc U Nhi tức giận nói, lấy cái tay hôi thối của ngươi ra. Hy Bình lặng đi, nói ta rất thích nghe nàng nói câu này. Tay của hắn đưa xuống chiếc cổ trắng tinh khiết của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mơn trớn, Lạc U Nhi nghiếng đầu như muốn cắn bàn tay hắn. Hy Bình rút tay lại, cười nói, nàng không ăn uống, có thật muốn ăn ta không? Lạc U Nhi rất khó vùng vẫy. Hy Bình than một tiếng, ôm nàng vào trong lòng, nàng vì thế mới vùng vẫy được. Hy Bình nói, hận ta cũng không cần phải làm loạn khí lực. Ta và nàng đã làm chuyện gì, nhưng cũng dám để ta ôm phải không? Hiện tại trước tiên phải ăn uống, đợi thân thể nàng khôi phục, sau đó hãy giết ta, có được không? Lạc U Nhi nhìn hắn một hồi, chỉ yên lặng để hắn ôm, không vùng vẫy nữa. Hy Bình ôm nàng để trên bắp đùi, ngồi trước bàn ăn, mỉm cười nói bên tai nàng, có muốn ta đút cho nàng ăn không? Không muốn, Lạc U Nhi kinh hô một tiếng, hữu thủ đưa ra cầm đũa, tả thủ cầm lấy chén cơm, tự mình bắt đầu ăn. Hy Bình nhìn nàng ăn trông rất dễ thương, cũng nói ta cũng giữ một miếng thịt của nàng. Ta cũng chưa ăn tối. Lạc U Nhi thúc khuỷu tay đánh nhẹ vào bụng của hắn, nói thật là đáng chết. Đau quá, Hy Bình bật la một tiếng, rồi nói, nàng không thích như thế à? Lạc U Nhi nói, ai mà thích ngươi chứ? Nàng ăn chậm chậm thôi, ta phải trở về ăn đây, bắt đầu đói không chịu nổi rồi. Hy Bình muốn ôm nàng để một bên, hắn quay mặt nói, để nàng ăn đầy đủ vậy. Hy Bình vẫn tiếp tục để nàng ngồi trên đùi, nhìn nàng ăn rất thích thú. Chính mình cũng dã chảy rất nhiều nước miếng, suy nghĩ, mẹ nó, sớm biết là không tới đây, nữ nhân này thình lình ngồi trong lòng ta ăn rất vui sướng. Có thể nàng quên thời gian trước nàng bị ta cưỡng gian không? Ta ăn đã xong, Lạc U Nhi nắm bàn tay của Hy Bình đưa lên bên miệng. Dùng tay áo của Hy Bình chùi thức ăn còn dính trên cái miệng khả ái của nàng. Hy Bình kinh hãi la lên, oa, Lạc U Nhi, nàng làm gì vậy? Lạc U Nhi không khách khí nói, ta lau miệng, không nhìn thấy à? Hy Bình ôm nàng sang một bên, nói, nàng đã ăn no, đến phiên ta ăn. Mẹ nó,
tay áo ta mà để lau miệng, một điểm đạo đức cũng không có. Hắn giữ nửa chén cơm màng mà Lạc U Nhi ăn còn lại lên miệng bắt đầu nuốt. Lạc U Nhi đưa tay qua rất nhanh đoạt chén cơm trên tay hắn, tức giận nói, cái ta đã ăn qua, người không được ăn. Phi Bình gạt tay nàng ra, nói, nàng là nữ nhân, ăn không hết, sao lại không cho ta ăn phụ vậy? Lạc U Nhân nói, người không muốn trở về ăn phải không? Phi Bình nói, để sau, nàng để cho ta ăn hết chén cơm này nha. Nghĩ hắn đường đường là nam tử hán, sao có thể làm ra việc này? Một hai lần giả trang giống như một tiểu hài tử. Lạc U Nhi nói, ai biểu ngươi đến đây? Phi Bình nói, ta sớm nghĩ quay về ăn rồi, nhưng nữ nhân nàng không cho rời đi. Nàng hiện tại để ta yên tĩnh, mặt khác lúc ta ăn nàng nhìn rất lôi cuốn. Lạc U Nhi đưa mặt sang bên, biểu hiện giận dỗi. Phi Bình nhanh chóng bỏ chén cơm xuống, ôm lấy nàng, nói, nàng hãy nằm xuống, ta ăn xong rất nhanh. Không đợi Lạc U Nhi hồi đáp, hắn đã dùng phân nửa sức mạnh bắt nàng phải nằm xuống giường. Sau đó cầm chén cơm lên ăn thật nhanh, cho đến khi thức ăn trong chén đã hết sạch. Hắn vỗ vỗ vào bụng, quay mặt nhìn Lạc U Nhi, tay thâm nhập trong giường nắm lấy ngọc thủ của nàng kéo ra. Lạc U Nhân kinh hãi nói, người muốn làm gì? Phi Bình muốn nắm lấy tay của nàng đưa lên miệng, nói ta muốn lau miệng. Lạc U Nhi rút mạnh tay về, chỉ là không có khí lực thu về, kinh hãi la, Hoàng Hy Bình, người dám lấy tay áo ta chùi miệng, ta, không lý đến người. Phảng phất giống tình nhân giận yêu, vẻ tức giận rất khả ái giống như vậy. Phi Bình nhìn nàng một lúc lâu, cuối cùng trong lòng không cảm tình cũng không nguyện ý thả tay nàng ra. Nàng rút nhanh tay mình xuống giường, Phi Bình nói, nàng có thể lấy tay áo ta lau miệng, sao ta lại không thể. Lạc U Nhi đưa tay lần mò lên cái gối gần đầu, tìm được một cái khăn tay đưa cho hắn, nói cho ngươi nè, lấy lau miệng đi. Phi Bình nhận lấy cái khăn tay, lau thức ăn trên miệng, đưa lại khăn tay cho nàng, nàng khước từ, không cần như thế. Phi Bình nói, không muốn thì ta quăng mất à. Hắn làm như muốn ném. Lạc U Nhi nhanh chóng chụp lấy khăn tay, cố gắng giật từ trong tay Hy Bình lại, tự mình gấp lại, đặt khăn tay trở lại dưới cái gối trên đầu, sau đó nói, ngươi có thể đi được rồi. Lạc U Nhi hạ lệnh chụp khách. Hy Bình cúi xuống eo, cởi hài, chỉnh sửa thân thể nàng một chút, leo lên giường nằm xuống cùng nàng, hương thân hình nhìn thẳng nàng nói, ta muốn ngủ lại đây. Lạc U Nhi xích người qua song thủ đẩy hắn ra, nói, ngươi đi đi, không cho phép ngươi ngủ ở đây. Phi Bình dễ dáng nằm xuống trở lại, ôm nàng sát vào người, cười nói, nàng không cho phép rất nhiều việc, thật đang tiếc ta đã làm tất cả, nhiều sự việc do nàng bất đắc dĩ, mái tóc trắng của nàng thật sự rất hấp dẫn. Hắn vuốt ve mái tóc của nàng, có một hơi thở nhẹ nhẹ trong tai nàng. Lạc U Nhi cảm thấy nhột nhạt, mặt ngẩng lên, giấu vào nách hắn, nhỏ nhẹ nói, sẽ có một ngày ta giết ngươi. Giờ nàng nói câu này, ta không có cảm giác áp bức. Nếu muốn ta e sợ, nàng phải học hỏi Mộng Hương, với loại nữ nhân đó thật sự đang e sợ. Nàng ta thình lình muốn thiến ta, mạng sống của lão tử rất kiên cường. Lạc U Nhi đưa mặt ngưng thị nhìn hắn nói, Mộng Hương là ai? Phi Bình lộ ra màu sắc hồi ức, cảm thán nói, đó là một nữ nhân rất mỹ lệ, cơ hồ làm cho nam nghĩ chỉ có trong mộng mới gặp. Nhưng nàng ấy, đều có trong mộng của mỗi nam nhân. Mộng rất hương, tựa như tên của nàng ta Mộng Hương. Lạc U Nhi nói, người nhớ nàng ta à? Phi Bình nói, nhớ. Lạc U Nhi đột nhiên vùng vẫy, tức giận nói, thả ta ra, người nghĩ đến nàng ta thì đi ôm nàng ta. Phi Bình nhìn chăm cú nàng một lúc, nói, mặc dù ta không dám tin, nhưng thời khắc này nàng rất giống tiểu nữ hài đang ghen. Nói cho ta, nàng đã thật sự yêu ta. Lạc U Nhi đưa tay tát vào mặt hắn, nói, có quỷ mới yêu cái đầu heo này. Phi Bình đối với cái tát của Lạc U Nhi không để tâm, bởi vì nàng không dùng tất cả khí lực cũng không chửi mắng vào tai hắn, chỉ nói, mẹ ơi, nàng thật sự không nổi giận. Nguyên lai nàng vẫn nghĩ đến cái đầu heo này cưỡng gian nàng. Tốt quá qua hai ngày nữa nàng sẽ thấy được chân diện mục của cái đầu heo này, tuyệt đối là nam nhân trong bức họa của nàng. Đầu heo, nếu lão tử là đầu heo thì làm sao có được nhiều lão bà đây? Lạc U Nhi nổi cơn thịnh nộ, hét lớn, người nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem, ngươi có bao nhiêu lão bà. Phi Bình bấm ngón tay bắt đầu đếm, Lạc U Nhi không thể kiên nhẫn, đưa miệng cắn ngón tay của hắn, tay của Hy Bình vội vàng ấn cằm của nàng xuống,
những ngón tay đưa ra hết, hét nói, Lạc U Nhi, mẹ nó ăn còn chưa đã hả? Lạc U Nhi cũng không hồi đáp, chỉ nhìn thẳng Hy Bình, hai hàng lệ rơi ra. Hy Bình nhìn thấy trong lòng thấy là lạ, chỉ muốn an ủi nàng, nghe thấy bên ngoài có tiếng nói, sư phụ, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi. Hy Bình kinh ngạc, thanh âm rất hay. Lạc U Nhi nói nhanh, người hãy đi ra, cái này ta chưa cần dùng ngay. Hy Bình thình lình xuống giường và lắn vào gầm giường, thuận tiện giấu hai chiếu nam hải của hắn trước giường. Sau đó Lạc U Nhi chỉ nói, ngày mai. Người ở bên ngoài nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu nói một câu, cũng được, rồi bỏ đi. Dưới giường Hy Bình lắng nghe cẩn thận, biết người đã đi xa, sau đó chui ra, đứng dậy phủi y phục, nhanh chóng nhìn chăm chăm vào Lạc U Nhi. Nàng cũng đang nhìn hắn, đột nhiên, nàng mỉm cười, giống như một đóa hồng sơn trà nở rộ. Tại sao không nói sớm, hại lão tử phải chui xuống dưới giường. Lạc U Nhi nói, ai biểu ngươi hành động nhanh quá, chưa có sự chấp thuận của ta, mọi người không dám tự ý vào phòng ta, sắc mặt của nàng biến đổi, nhãn thần sắc nhọn, chửi, trừ hỗn đản nhà ngươi. Hy Bình rất chán nản cố ngồi lại trên giường, mang hài nghiêm chỉnh, đứng dậy muốn đi khỏi. Lạc U Nhi nói, bồng ta đi tắm. Hy Bình kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, không dám tin có loại yêu cầu này, sao nàng thình lình mở miệng nói ra. Lạc U Nhi nói, không nghe thấy à, đầu heo. Hy Bình như vừa tỉnh mộng, nói, hiện tại rất hối hận cưỡng gian nàng. Giống như nàng là một nữ nhân bao năm ghét lấy chồng, lúc gặp cơ hội thì không thể bỏ qua. Lạc U Nhi tức giận nói, người nói ai ghét lấy chồng. Hy Bình không đáp. Chỉ lắc mạnh đầu, đền ôm eo của nàng lên, nói, ở đâu? Lạc U Nhi hằn học không nói. Hy Bình muốn đặt nàng xuống, nàng nói nhanh, phía sau phòng này. Hy Bình bồng nàng ra phía sau phòng, phát giác phía sau nguyên lai có ba gian phòng thấp. Lạc U Nhi chỉ gian phòng bên trái, nói, bồng ta đi vào. Bên trong bài trí rất đơn giản, có một cái giá áo, có làm một cái bồn tắm dài. Bên trong chứa đầy nước nóng. Hơi nóng tỏa đầy phòng tắm. Không có y phục thay đổi à? Hy Bình trên giá áo có ba cái khăn tắm. Lạc U Nhi nói, cái giá áo đã không sử dụng một thời gian lâu, thay đổi làm gì? Muốn thay đổi, người trở lại mang giúp y phục ta tới. Hy Bình nói, thật phiền phức, thì thôi vậy. Tay của hắn hoạt động trên thân hình của Lạc U Nhi. Nàng cũng không kháng cự hắn, đứng yên lặng để hắn giúp nàng cởi y phục. Đến khi y phục của nàng được hắn giúp cởi ra hết, nàng mới nói, ngươi có thể đi rồi. Ta cũng muốn tắm, Hy Bình bồng nàng tiến vào bồn tắm, không khách khí tự cởi bỏ y phục cho chính mình. Hừm, Lạc U Nhi quay mặt qua bên, không lâu quay mặt trở lại, nhìn Hy Bình cởi quần áo. Nàng đối nam nhân này rất xa lạ, tuy nhiên, đối với thân thể này thì rất quen thuộc. Đây là một thân thể nam nhân hoàn hảo, nếu mặt hắn không thụ thương, có thể là một nam nhân tốt. Cũng chính nam nhân này đã huy động trinh hơn 30 năm của nàng, mạnh bạo tiến vào sinh mạng của nàng bằng một loại xa lạ. Thành tựu của một loại xa lạ vô cùng này là tạo thành một mối quan hệ thân mật vô cùng. Có một loại hành vi trên thế gian này rất căm ghét, nam nhân này làm một việc rất dũng cảm. Nàng không biết nam nhân này là ai, cũng không biết sau đó hắn dùng loại tình cảm gì đối với nàng. Nàng chỉ biết, người này gọi là Hoàng Hy Bình và còn rất trẻ. Rất cường tráng, cũng biết hết về hắn. Tuy nhiên không thừa nhận là đệ nhất nam nhân trong đời nàng. Trong một vài ý nghĩa, thực sự hắn là nam nhân. Nàng đột nhiên than nhẹ một tiếng, song thủ ôm lại trước bộ ngực trắng tinh khiết, phảng phất cảm thấy lạnh. Hy Bình đã cởi hết y phục, đưa tay lấy một cái khăn tắm từ trên giá áo, bước vào bồn tắm, cùng Lạc U Nhi ngồi đối diện trong bồn tắm, nói, nàng cảm thấy lạnh, vì sao không tát nước lên người, nước này rất nóng. Lạc U Nhi đưa một tay ra, nói tắm cho ta. Hy Bình nắm lấy tay nàng và kéo nàng lại, ôm nàng vào lòng. Hắn lấy khăn tắm nhún vào nước, sau đó lấy lên, nhẹ nhàng đặt lên vai nàng dòng nước nóng trên vai chảy xuống dưới. Hắn nói, nàng giúp ta tắm nha. Lạc U Nhi do dự một lát, song thủ tát nước lên người của Hy Bình, nói, biết trước ta không thể nào kháng cự lại ngươi mà. Hy Bình nói thẳng, bởi vì ta đề xuất. Hắn tiếp tục dùng khăn cọ rửa thân thể tuyệt mỹ của nàng. Thực sự nhìn thấy Lạc U Nhi đang tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn nghiêm chỉnh nói, ta không cần hiểu biết quá nhiều. Ta chỉ cần biết việc ta làm, có nhiều sự việc ta không muốn biết,
bởi vì có nhiều sự tình trên đời này tất cả chỉ sau này mới biết được kết quả. Mặt Lạc U Nhi chậm chậm căng ra, nói, ngươi chỉ dẫn à? Thì Bình tự đại nói, đương nhiên, có chuyện gì mà hoài nghi? Lạc U Nhi nói, trên mặt của ngươi cho thấy ngươi là một người ghê tởm. Không có khả năng, Thì Bình lần tìm trên khuôn mặt của mình, chỉ có cảm giác đau một số nơi, thật sự không có cảm giác ghê tởm. Hắn lại nói, ta nghĩ chắc do ăn quá nhiều, có thể gây ra. Ha, Lạc U Nhi, nàng sẽ là mẫu thân của hài tử của ta, xem nàng làm thế nào để giết phụ thân của hài tử. Lạc U Nhi kiên quyết nói, ta nếu có hài tử cũng phải mang họ Lâm. Nếu như phụ thân của hài tử không phải họ Lâm, thì hài tử này không thể được sinh ra. Nhưng người thật sự họ Hoàng, dù sau này gây ra chuyện, ta cũng không để hài tử sinh ra. Thì Bình thất kinh nhìn nàng, nói, nàng nói là họ Lâm, có phải là nam nhân mà nàng vẽ? Lạc U Nhi không hồi đáp, thật sự mặc nhận. Thì Bình tiếp tục nói, ông ta chính xác là một nam nhân phong nhã. Nhưng hiện tại bây giờ ông ta không còn trẻ. Nàng chấp nhân lựa chọn một ông già, cũng không muốn ta một người trẻ tuổi. Ta nghĩ nàng là nữ nhân có vấn đề. Không hay ông ta không muốn nàng, nàng thì muốn vì ông ta sinh hài tử, chỉ là đáng tiếc. Ông ta để nàng làm xử nữ hơn 30 năm, chỉ trái tim của lão tử rất tốt, kết thúc cái nghiệp xử nữ của nàng. Trên đời này, cũng chỉ có hắn cưỡng gian cho là làm việc tốt. Lạc U Nhi tức giận nói, người dám nói ra loại lời không biết liêm sĩ đó, ta. Nàng làm sao? Thì Bình nhìn nàng đang nói nửa chừng, nên tiếp tục hỏi. Lạc U Nhi không đáp vào vấn đề tắm đi. Nguyên lai như thế nào? Thì Bình chỉ biết tiếp tục tắm cho nàng, thình lình kiến nghị, Lạc U Nhi, nếu như chúng ta vừa tắm vừa hoan ái được không? Lạc U Nhi mặt đỏ hồng, nói, không. Dương căn của Hy Bình đã sớm thẳng đứng, cũng không quản nàng nguyện hay không nguyện ý, đã ôm nàng ngồi trên dương căn, để mật động của nàng nuốt lấy dương căn của hắn. Nàng rõ ràng đau nhè nhẹ, đầu mày nhíu lại, song thủ ôm lấy cái cổ cứng cáp của hắn, mặt áp sát vào vai hắn, rên rỉ nói, ngươi vào quá lớn, ta bị đau. Hy Bình cười nói, ta biết, dạng này thì có thể được. Vâng, Lạc U Nhi đáp một tiếng nhỏ, nói, ta có thể để ngươi tiến vào, nhưng sau này ta sẽ giết ngươi. Hy Bình nói, ta không hiểu. Lạc U Nhi nói, bởi vì thân thể ta đã cho ngươi, hơn nữa bắt đầu lấn thứ nhất là ngươi. Sở dĩ ngươi hiện tại hoặc sau này xâm chiếm, ta tất cả cũng không kháng cự. Nhưng trong tim ta thì không có ngươi, người ta yêu không phải là ngươi. Ngươi thật sự làm việc trên người của ta, chỉ có người yêu ta mới làm. Điều đó không thể xảy ra, ta muốn dùng sanh mạng ngươi là cái giá để bồi tội của ngươi. Nàng nói bằng một thanh âm rất nhẹ nhàng, tuy nhiên, tai của Hy Bình nghe, giống như sấm sét đánh vào tai, chấn động này xuyên thấu vào huyết dịch của hắn, tim hắn kinh hãi. Đó là lời nói từ trái tim nàng, Hy Bình than dài. Lạc U Nhi chỉ đáp lại ba từ ta hận ngươi. Hy Bình đột nhiên nhún nhảy, nước văng ra tứ tung. Lạc U Nhi rên rỉ, ta đến chết chỉ yêu một nam nhân, và vĩnh viễn không thay đổi. Nàng nói vĩnh viễn nhiều quá, ta sớm đã nói, ta không cần nàng yêu. Ta muốn chính là thân thể mỹ hảo của nàng, nàng và ta chỉ có nhục dục. Hy Bình hét lên, động tác biến thành thô bạo. Song thủ Lạc U Nhi rời bỏ cái cổ đánh vào lòng ngựa rắn chắc của Hy Bình, đồng thời khóc nói, ta không muốn, ngươi là heo, ta bắt ngươi dừng lại. Hy Bình vừa hoạt động vừa không ngại phiền nói, khóc cái gì? Nàng vừa nói để ta tùy tiện xâm chiếm mà, mới nói qua đã quên rồi à? Không được đánh, còn đánh nữa ta ném nàng sang một bên. Lạc U Nhi không có dùng đánh, lực đạo từ ít đến nhiều, cũng không nói, chỉ nước mắt chảy ra càng nhiều. Hy Bình thô bạo biến thành ôn nhu rất nhiều, trong lòng dâng lên nhu tình và ý thương hại. Nhãn thần Lạc U Nhi nhìn thẳng, ngưng thị ngó Hy Bình. Trong lệ quang có một số loại đề phòng và thỏa mãn, song thủ nàng đã ngừng đánh đặt trên ngực của Hy Bình, mê mang nói, người đối với ta, không chỉ có tình và dục phải không? Hy Bình cười nhẹ, không nói lời nào. Chỉ dùng dành động ôn nhu đột một tiếp tục. Mang loại thô bạo là phương thức tiên hành triền miên ôn tồn, cho đến khi Lạc U Nhi đến cao trào thì vô lực áp sát vào ngực của hắn, hắn hôn vào nhĩ châu, dái tai của nàng, nhẹ nhàng nói, để ta yêu thương miệng của nàng. Hắn đẩy mặt Lạc U Nhi ra, cúi xuống từ từ hôn. Song nhãn Lạc U Nhi nhẹ nhàng nhắm lại. Quên ta đã từng nói không vào miệng nàng, âu.
Nghe lời đó của Hy Bình, thần kinh Lạc U Nhi tĩnh lại thình lình mở hai mắt, nộ hỏa trong mắt nàng như thiêu như đốt, nàng nhìn thẳng Hy Bình. Cuối cùng đột nhiên vận khởi kinh lực toàn thân, đạp bay ra, ngồi xuống bên bồn tắm. Hy Bình kinh hãi nhìn thân hình lỏa lồ trên đất thể hiện sự vô dụng của nàng, từ trong bồn tắm bước ra, đi đến hướng của nàng. Song thủ của nàng trên mặt đất di chuyển ra sau, trực tiếp lùi lại sát tường. Nàng tập trung hướng mắt của nàng nhìn Hy Bình đang đến gần, trong nhãn thần có nét sợ hãi, rất hận, phẫn nộ, lẻ loi và vô dụng vô cùng. Trong lòng của Hy Bình phảng phất như người bị đâm, thật đau đớn. Hắn đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống ngay mặt nàng, nói, vì sao vậy? Lạc U Nhi toàn thân run rẩy, môi cũng run rẩy, không nói được lời nào. Hy Bình bồng nàng lên, mang nàng đặt vào trong bồn tắm. Sau đó hắn kỳ cọ thân thể cho nàng, mặc y phục cho nàng, để nàng đứng sát vào tuồng lại, rồi trở lại cũng tự mình mặc y phục, đi qua ôm nàng, nói, ta bồng nàng trở về. Lạc U Nhi bất kể cho hắn bồng về, đi vào phòng của nàng, hắn đặt nàng lên giường, đắp chăn lại. Hy Bình hoàn thành xong việc đó, cũng muốn lập tức bỏ đi, nghĩ thì nghĩ, lại ngồi trên giường, nhìn Lạc U Nhi nói, nếu có một ngày, nàng có vẽ một bức họa cho ta. Ta không hy vọng nàng treo nó trên tường, ta hy vọng nàng có thể treo hình ta trong tim. Tuy nhiên điều này xem rất khó, nhưng nàng sao hận có thể bỏ vào trong tim, vì sao không thể đem tình yêu tiến nhập vào trong lòng. Ta là người rất thường hay nói hoang, sở dĩ, tuy nói không yêu thương nàng nhưng có lẽ thỉnh thoảng muốn nói yêu thương nàng. Ta muốn đi, nàng muốn báo cửu muốn giết ta, có thể tìm ta. Ta tuyệt không tìm gặp nàng nữa, trừ khi sau này ta nhìn thấy trong lòng nàng có hình tượng của ta. Ta sẽ trở lại tìm nàng, giờ thì ta hồi đáp nàng, ta đối với nàng không chỉ tình và dục. Ta sẽ không họa tượng nam nhân nào nữa. Nàng chắc chắn, hắn lãnh đạm cười, hiển hiện sự tự tin kỳ lạ, hắn cấu thành một nét động nhân vô cùng đó là nam tính mị lực. Sắc màu của bóng đêm đã che phủ đại địa minh, giống như một màn ảm đạm, cũng che phủ cả thế giới trong một loại ảm đạm, tình sầu không biết kéo dài đến đâu. Màn đêm này là bạn đồng hành của nỗi buồn của người trên thế gian, ai ai cũng hứa hẹn với nhau. Điều đó trở thành một loại kết luận mà thế gian không thể phủ định. Mộng Hương đi đến Minh Ước Viện phía sau đại địa minh. Minh Ước Viện trông thật hiu quạnh, lúc bình thường không như vậy. Đó là một lạc viện rất lớn, bình thường có nhiều người đi đến nơi này, chỉ là bây giờ lại vắng vẻ không có một ai, trừ Mông Hương nàng ở bên ngoài. Nhưng trong hiu quạnh có một loại bất đồng tầm thường nho nhỏ. Bởi vì ở đây có treo một cái đèn lồng, treo tại một trong năm cái đỉnh tử tối đen. Ngọn đèn phát ra ánh sáng trắng, tuyết giống như lu mờ. Sở dĩ xuyên qua một loại tuyết là một dạng ánh sáng mờ chiếu sáng lạc viện, làm cho con người có cảm giác tiểu tụy vô lực. Tuy nhiên, cũng có nhiều người tin rằng, loại ánh sáng rực rỡ này là một loại u tĩnh nhất và loại khích động lãng mạn, đa số đều có trong lòng những người luyến ái. Mộng Hương có cảm giác hoàn cảnh rất tuyệt mỹ. Nàng rất thích cảnh vật như thế này, giống như bộ dạng lãnh đạm thường ngày của nàng, cũng giống như nét mơ hồ của nàng sau tâm mạn che mặt, hoặc có thể nói giống như ánh mắt như mộng như huyễn của nàng. Người như nàng là một loại người mông lung huyền ảo. Nàng rất thích cái cảm giác mông lung. Trên nhân thế bổn lai ai cũng có nhiều mông lung, làm cho con người lưu luyến nhân thế. Bởi vì mới lập động, đêm đang lạnh, nhưng trong Mộng Hương nàng đang có cảm giác, cái lạnh mang đến quá ít. Bất quả chỉ có thể xuyên một tấm sa mỏng, nàng không có cảm giác lạnh. Nàng tiến đến đình tử ngồi xuống, nàng biết sẽ có vài người đến đây tìm nàng. Nàng bất tất phải đến sớm, chỉ là nghe câu chuyện của sư phụ, trong tim nàng không có khả năng giữ được bình tĩnh. Sở dĩ đến đây trước, để tim nàng sớm bình tĩnh trở lại. Nếu không thể bình tĩnh, cũng dễ dàng chờ đợi. Hắn cũng có lẽ ở đằng xa, tuy nhiên nàng tự mình không muốn thừa nhận. Nhưng nàng quả thực thấy có một nam nhân đi tới, từ đằng xa có một nam nhân xuất hiện. Nàng không biết tại sao tự mình cho nam nhân này cơ hội lựa chọn. Bổn lai phó ước lâu nay không phải là phong cách của nàng, bây giờ phải đợi, nàng có cảm giác tự mình thay đổi, có phải nam nhân làm cho nàng thay đổi, gọi là Lạc Thiên không? Nàng không dám khẳng định, cũng có thể lý giải, tim của mình sau ngày hôm nay rung động rất lớn. Đúng vậy, nàng từng nói tim mình không thể rung động vì bất cứ nam nhân nào, cũng không lấy bất cứ nam nhân nào. Nhưng là một nữ nhân, nàng có cảm giác, nàng phải tìm một ngọn núi cường đại để nương tựa. Lạc Thiên, không chỉ là thiếu chủ của Đại Địa Minh.
Từ góc độ nữ nhân mà nhìn, hắn là trời gần như để nữ nhân bất kỳ nào cũng có thể nương tựa. Nữ nhân nào cũng có thể giành được sự bảo hộ của ngực hắn. Mộng Hương nàng không cần bất kỳ nam nhân nào bảo hộ, mà chỉ những lúc nàng có cũng chưa bao giờ có khủng hoảng quá nhiều. Như thế khi tim nàng khủng hoảng sẽ cần một loại sức mạnh ôn nhu cường đại vuốt ve an ủi. Sở dĩ, nàng đến đây, thứ nhất, biết chốt được tấm lòng của một nam nhân cường đại này. Để tiểu thư phải chờ lâu, ta không ngờ tiểu thư lại đến sớm thế. Một thanh âm ôn nhu cắt đứt dòng suy nghĩ của Mộng Hương. Nàng quay mặt ra nhìn, trong ánh sáng lờ mờ, có một thanh niên như đại đĩnh bạt từ trong bóng đêm mỉm cười đối với nàng. Với nụ cười đầy tự tin, nhãn thần của hắn thâm nhập trực tiếp vào phương tâm của nàng, làm nàng cảm giác bóng đêm ảm đạm cũng có nhân tính như mị lực của nụ cười. Nam nhân này, sau khi nàng đến Đại Địa Minh, đối với nàng biểu hiện tình ý lúc có lúc không. Nàng đối với hắn cũng không phản cảm gì lớn, chỉ là không nghĩ hắn và nàng lại có một bước tiến triển lớn thế này. Tối nay phó ước, có một lý do xuất phát từ Hoàng Hy Bình. Mà cái lý do đó chỉ có duy nhất trong lòng của Mộng Hương hiểu mà thôi. Mặt của nam nhân này rất an tĩnh, nhưng không mất nụ cười anh tuấn, có thể nói bộ mặt rất mỹ cảm. Mặc dù không thể so sánh với Hy Bình và Lãnh Vô Tâm, nhưng bộ ngực bộc lộ cá tính cực kỳ phân minh, phối hợp với thân thể cao giáo mạnh mẽ. Và tự động nảy sinh một loại ngạo khí giống như khí độ hùng tráng vô cùng, làm cho người nhìn hắn cảm thấy rất uy nghi cao cả, phảng phất như tập hợp linh khí của Đại Địa Minh vào người, tạo cho hắn thành một cao sơn phách lực, một khí phách không thể xâm phạm. Đó chính là Lạc Thiên. Chính là người Mộng Hương phải đợi. Mộng Hương đứng dậy, gió thổi qua tấm màn che mặt của nàng, như muốn bóc lấy ra mặt nàng, mỹ cảm mong lung lộ ra làm mê người. Tay nàng đưa lên giữ lấy tấm màn che mặt, phảng phất muốn bay ra ngoài rơi xuống. Chỉ là nàng quá sơ suất, tự nhiên như do trời tạo thành, hơn nữa không người cảm giác như mong muốn. Mộng Hương nhẹ nhàng nói, đến sớm hay đến muộn miễn đến là được rồi. Nếu như đến sớm cũng hay, cũng có thể thưởng thức được bóng đêm này. Lạc Thiên đi đến đình tử, nói tiểu thư nói câu này thật hay. Chỉ là ta có quá nhiều việc không đáng kể, bận quá đến bây giờ mới có thời gian rảnh mặt khác vì tiểu thư đợi ở đây, chỉ có Lạc Thiên ta. Ta không tập quán đợi người, cũng không có tập quán để người đợi, nhưng đối với tiểu thư, ta có thể đợi, ha ha, mời ngồi. Hắn chỉ một cái bàn và bốn cái ghế đá gần bên nhau trong đình tử. Tự mình tự ý ngồi xuống một cái. Mộng Hương lựa chọn một cái cân xứng cùng hắn ngồi xuống. Lạc Thiên nói, ta đặc biệt vì người mà bố trí một phen, tiểu thư có cảm giác như thế nào? Thanh âm Mộng Hương như mộng, nàng nói, công tử cũng ra mệnh lệnh đặc biệt không cho người khác qua lại viện tử này à? Lạc Thiên mỉm cười rất tự nhiên, nói, điều đó thì tất nhiên phải như vậy. Mộng Hương nhìn phía trước hùng vĩ nhưng không thô thiển của nam nhân này. Một lúc lâu nói, có lẽ. Lạc Thiên nói, có thể ngắm nhìn được khuôn mặt của tiểu thư, đối với Lạc Thiên ta rất vinh hạnh. Mộng Hương nói, là công tử bất tất như thế, kỳ thật là Mộng Hương rất vinh hạnh. Mộng Hương có thể cùng Lạc công tử trò chuyện vui vẻ, cũng là một loại duyên phận khó gặp. Lạc Thiên mỉm cười, đột nhiên vỗ vỗ tay, từ trong viện môn một nha hoàn tiến lại, mang một khay có một bình trà và hai chén trà tinh mỹ tiến vào đình tử, đặt bình và chén trà xuống. Rồi quay mình bỏ đi. Lạc Thiên cầm bình trà giúp Mộng Hương châm trà, cũng châm đầy chén trà phía trước của mình, nâng chén lên mời, Lạc Thiên biết tiểu thư không thích rượu, nên mang trà thay rượu kính nàng một chén. Mộng Hương nâng chén trà lên rồi hạ xuống nói, đa tạ thịnh tình công tử. Chỉ là tấm màn che mặt của Mộng Hương, không có phương tiện để tiếp nhận chén trà xanh, nhưng trong lòng Mộng Hương đã uống rồi. Khuôn mặt của Lạc Thiên thể hiện có gì đó mất mát. Nhưng liền đó hắn khôi phục lại vẻ khí độ và tự tin, mỉm cười nói, dĩ nhiên là như thế, Lạc Thiên không thể làm khó tiểu thư. Lạc Thiên xin uống trước, tiểu thư tự nhiên. Mộng Hước cảm kích nói, đa tạ công tử. Lạc Thiên nâng chén trà lên uống, rồi bỏ chén trà xuống, ngưng thị nhìn Mộng Hương nói, Lạc Thiên lấy hết can đảm hỏi một câu, không biết tiểu thư đối với Lạc Thiên tâm ý như thế nào. Mộng Hương nói, đó thì không được nói. Ta khẳng định có thể cho ngươi biết điều đó. Đột nhiên có một thanh âm như tiếng sấm động làm hai người trong đình tử rất mình. Nhìn ra xung quanh tìm kiếm, nguyên lai là Hoàng Hy Bình đầu heo. Mộng Hương nhìn thấy Hoàng Hy Bình, tức giận nói, Hoàng Hy Bình, người nói thế là nghĩa gì? Lạc Thiên cũng kinh ngạc nói, hắn là Hoàng Hy Bình.
Mộng Hương không có hồi đáp. Hoàng Hy Bình thì tiến về trước một bộ, tự giới thiệu mình, trừ ta ra, có ai dám tham gia hội ước của bọn ngươi? Hắn tiến vào đình tử, tự tiêng ngồi lên một cái ghế đá bên trong, làm Lạc Thiên và Mộng Hương phân khai. Hai khuỷu tay chống lên bàn đá, hai bàn tay để dưới cằm, nhãn tình di chuyển qua hai bên, nhìn ngắm Lạc Thiên, sau ngó Mộng Hương, nói ta đến đây, không có quấy nhiễu các ngươi chứ? A hát, muốn hay không muốn bây giờ ta bỏ đi? Không muốn, vậy trước hết để ta uống chén trà. Tốt, Mộng Xú Khí, chén trà trước mặt nàng này để ta uống. Vì nàng có tấm mạn che mặt cũng không thể uống, miệng ta khát muốn chết. Không biết đêm nay ai hái sao, âu, thật sắc sảo. Hắn đưa tay ra nâng chén trà trước mặt Mộng Hương ngửa đầu uống xuống. Sau đó trầm mặt nhìn hai người, trước khi cầm lấy chén trà trước mặt Lạc Thiên, nói một tiếng, à, không phiền ngươi chứ. Lạc Thiên đẩy bình trà và chén trà lại cho hắn. Hắn nhận lấy tiếp tục uống, sau đó dùng tay chùi miệng, cười nói, đa tạ ngươi, xem ra ngươi là người rất tốt, ngươi tên gọi là gì? Lạc Thiên. Hy Bình đưa tay vỗ vào vai hắn, nói ta đã nghe nói qua về ngươi. Ngươi là biểu ca của Thủy Khiết Thu tiểu nương tử ta, nghe nói ngươi đánh nhau rất lợi hại, hôm nay gặp ngươi thật quá tốt. Hoàng Hy Bình, Mộng Hương tức giận hét lớn. Hy Bình bịt kín tai lại, quay mặt về phía nàng nói, Mộng Xú Khí, không được hét lớn vào tai ta. Ta không thể nghe được, nhưng nàng phải rất tế nhị, phải bảo trì phong độ nha. Lạc Thiên nói, trà ngươi cũng đã uống, ta nghĩ ngươi nên đi được rồi. Hy Bình thả hai tay bịt tai ra. Kỳ là nhìn Lạc Thiên, hốt nhiên nói, người muốn ngâm Mộng Xú Khí à? Lạc Thiên nói, người nói cũng không sai, nhưng có không phải ngâm Mộng Xú Khí, mà là ta muốn theo đuổi Mộng Hương tiểu thư. Hy Bình mỉm cười nói, tuy ngươi sử dụng từ ngữ có văn hóa, nhưng mục đích thì giống nhau, da mặt cũng rất dày. Mộng Hương lạnh lùng nói, Hoàng Hy Bình, người đi hay không đi? Hy Bình bắt đầu nhìn xung quanh, nói, ờ, trời đất tối đen thế này. Nàng nói ta có thể đi đâu? Ở đây có một ngọn đèn, ta muốn đến đây lấy nó chiếu sáng tìm đường, ai biết thình lình đụng nàng nơi đây hội ước. Sau khi nàng hội ước, họ Ăn Hy Bình ta có chút ít khả năng nào không? Hắn muốn ngâm nàng để hắn ngâm, ta thật sự không được ngâm sao? Ngươi, Mộng Hương muốn nói mà không có lời. Hy Bình quay lại Lạc Thiên nói, úy, lão huynh, ngâm nữ nhân ai cũng có phần. Ngươi là một những người câu dẫn Mộng Xú Khí. Thế thì không hay, nếu chúng ta bị Triệu Nhị công tử nhìn thấy, e rằng rút đao lấy mạng ngươi. À, Mộng Xú Khí, nàng nói phải không? Mặt hắn chuyển hướng qua Mộng Hương. Mộng Hương đưa trưởng đánh qua, đánh vào mặt đầu heo của chàng, tuy không mạnh, thanh âm cũng nhỏ, nhưng hắn kêu lên đau khổ nói, ngày hôm nay nàng đánh còn chưa đủ sao? Mộng Hương nói, đáng tiếc là ta chưa giết ngươi. Lạc Thiên lúc này phảng phất như là ngoại nhân, ho khẻ một tiếng. Bối rối nói, các người, quen biết nhau. Đúng vậy, Hy Bình ứng thanh liên tiếp. Mộng Hương giận hơn nói, ai quen biết với ngươi chứ? Hy Bình thâu mặt hướng đến nàng, nói ta gọi nàng là Hương Hương. Đúng, Hương Hương, thật hay, đi, sau này gọi nàng là Hương Hương. Tất cả đã qua miệng hắn, thình lình có cảm giác phía sau cổ khó cử động, phảng phất bị người nắm giữ, chính là từ phía sau hắn nắm lấy hắn. Hắn quay mặt lại, nguyên lai người nắm giữ cổ áo chàng là tay của hảo nhân Lạc Thiên. Sự thích thú của hắn hạ xuống, do bởi vì hắn không phải là hảo nhân, đưa tay đánh vào tay hắn, nói quý, tiểu tử ngươi, không dược nắm y phục ta, muốn đánh nhau thì thả ta ra. Mẹ nó, lão tử đâu có kết thân với thê tử của ngươi, ngươi khẩn trương cái gì? Lạc Thiên thả hắn ra, hắn chỉnh sửa lại cổ áo từ trên xuống, miệng lầm bầm nói, ta muốn giữ quần áo chỉnh tề. Nam nhân phải bảo trì được hình tượng của mình trước nữ nhân. Ngươi không được làm lưu mờ hình tượng của ta, phải lật đổ đối thủ cạnh tranh là ngươi, cũng không cần làm mất uy tín tình địch của ngươi. Lạc Thiên lại hoài nghi nói, ngươi thực sự là người dẫn đầu tứ đại võ lâm thế gia Hoàng Hy Bình. Hy Bình thấy thích hợp liền nói, đứng trước ba từ Hoàng Hy Bình còn phải cộng thêm hai câu, quyền vương, ca thần. Cốc một tiếng, Mộng Hương đưa tay gõ lên đầu chàng một cái, nghe nàng nói, cầu thị. Đầu heo, sắc lang, vô lại, đó là tất cả đứng trước tên của ngươi, ngươi là hỗn đản. Hy Bình xoa xoa đầu, thẳng thắn nói, tế nhị chút, tế nhị chút. Mộng Hương tức khí nói, trước mặt ngươi, bất cứ ai không cần tế nhị. Ngươi để lăn nhanh đi, nhìn thấy ngươi,
ta lại thấy khó chịu. Hy Bình cười nói, nếu nàng để Bảo Nguyệt lấy ta, ta tự lăn đi, không thì không đi. Lời này nói không sai, chàng hít vào miệng một hơi lãnh khí. Mộng Hương quay mặt qua một bên, lên giọng, không thể được. Hy Bình nói, vậy ta sẽ ngồi đây xem các người đàm tình thuyết ái, thuận tiện làm cố vấn tình yêu cho các ngươi. Hai vị hồng nam lục nữ, có gì anh em, mời nói ra nhanh. Nói đi để mọi người còn đi ngủ, các ngươi không cảm thấy hôm nay hơi lạnh sao? Hắc, thật vậy, lạnh rất hay, Mộng xú khí, mượn tay nàng sử dụng một lúc. Hắn nắm lấy tay Mộng Hương tình lình giấu tay ra phía sau, giống như hành động của tiểu nữ hài thình lình giận dỗi lên tiếng, không cho mượn ơn. Sao lại khó chịu như thế? Chúng ta cũng đã có ôm qua, cũng đã hôn qua. Hơn nữa, ta cũng đã nhìn hết thân thể nàng, có một tay, cũng không cho ta nắm là sao? Mộng Hương nổi giận nâng mạn che mặt lên nói, ngươi. Lạc Thiên kinh ngạc nhìn Hy Bình, tiếp đó nhìn Mộng Hương, nói tiểu thư, nàng và hắn. Mộng Hương băn khoăn nói, là công tử, không phải như vậy, hắn nói láo. Hy Bình nói, ta chuyện gì phải nói láo, lão tử nói đều là sự thật, nàng dám nói nàng không để ta hôn vào cái miệng nhỏ của nàng không? Mộng Hương đưa cặp mắt tức giận nhìn Hy Bình, lại không nói một lời. Lạc Thiên đột nhiên nói, dù cho bị ngươi hôn qua, thì cũng không có chuyện gì lớn. Ta dám khẳng định ngươi dùng sức mạnh ép hôn Mộng tiểu thư. Hy Bình phảng phất tìm được chi kỷ, vui mừng nói, đúng vậy, tuy dùng sức mạnh hôn, nụ hôn lầu đầu của nàng vẫn là ta. Ha ha, Lạc Thiên, ngươi muốn ngâm Mộng xú khí, ta cũng muốn như thế, chúng ta hãy công bình cạnh tranh như thế nào. Mộng vừa muốn mở miệng nói, Lạc Thiên đã nói, ta tiếp thụ lời khiêu chiến này. Mộng Hương tức giận nói, các ngươi muốn làm gì? Hy Bình vẫy vẫy tay, nói với Lạc Thiên, ta và ngươi đánh cá. Chúng ta ngồi đây ngẫm nghĩ nửa khắc, ai tiến tới ai từ bỏ Mộng Hương trước, ngươi nói như thế nào? Lạc Thiên nói, được. Hy Bình hốt nhiên quời quời, nói, ngươi kết thúc sẽ rất thảm, ha ha. Cười xong, hắn chuyển mặt nhìn Mộng Hương, hai mắt nhìn nàng đầy ác ý. Lập tức nàng quay mặt không dám cùng hắn đối thị, hắn đột nhiên đưa tay ôm Mộng Hương vào lòng. Mộng Hương cảm thấy kinh ngạc, muốn tránh nhưng đã muộn, miệng của chàng đã bao quanh môi của nàng, cách tấm mạn che mặt hôn nàng. Lạc Thiên tức giận vô cùng, một chưởng đánh lên bàn đá vỡ từng mảnh, phát ra một âm thanh lớn. Lúc này Hy Bình không thể nghe không thể nhìn, chỉ biết ôm Mộng Hương tránh đi tiếp tục dùng sức mạnh đôi môi. Nhưng sau một lúc, Lạc Thiên thình lình ngồi xuống. Nhìn hai người phía trước, lên một tiếng cũng không được. Khi miệng của Hy Bình rời môi của Mộng Hương, thì phần tấm mạn che mặt ở nơi đó cũng ẩm ứa. Dòng nước mặt từ đôi mắt Mộng Hương chảy ra. Hy Bình quay đầu nhìn Lạc Thiên nói, sức nhẫn nại của ngươi rất mạnh. Nhưng ngươi có di chuyển, hơn nữa, lúc đó ta cũng đã thắng rồi. Lạc Thiên không thể nói được gì, phảng phất không thèm nói chuyện với Hy Bình, hai mắt của hắn cũng nhắm lại. Mộng Hương sớm đã bình tĩnh trở lại, lúc này Hy Bình không thể hôn nàng. Nàng yên lặng chúi vào ngực của Hy Bình, bộ ngực rất là lợi hại, hơi thở từ miệng xuyên qua tấm mạn che mặt vào nách của Hy Bình. Hy Bình ôm chặt nàng một chút, nói, nếu như nàng để Bảo Nguyệt ở với ta, ta để nàng và Lạc Thiên với nhau. Nếu nàng cản trở chuyện của ta và Bảo Nguyệt, ta sẽ thu nạp nàng. Mộng Hương nói qua hơi thở, thả ta ra. Hy Bình nói, nàng nếu không đáp ứng ta, ta không thả nàng ra, hơn nữa không đụng vào nàng, tiểu tình nhân. Mộng Hương trầm mặt, mắt đầy lệ nhìn chàng. Hy Bình đưa đầu tới hơn lên nhưng giọt lệ, nói, không phải mạnh bạo chứ. Mộng Hương bộc lộ sự ủy khuất trong nhãn thần, có chút mạnh dạng nói, ta không đáp ứng ngươi. Ngươi không phải là người tốt, ta tuyệt không đáp ứng. Hy Bình có chút thất vọng nói, ta đích xác không phải là hảo nhân, nhưng Bảo Nguyệt thích con người xấu của ta. Nàng và nàng ta đều là nữ nhân, vì sao nàng làm khó nàng ta? Đồng thời nàng cũng làm khó ta. Mộng Hương tránh ra một chút, nói, ngươi thì biết cái gì? Hy Bình nói, ta cái gì cũng không biết, ta chỉ muốn mọi chuyện mà ta muốn biết, ta phải đạt được. Nàng mà cử động nữa, ta sẽ ôm nàng về phòng của ta, không cần biết ta dám hay không, trở về phòng để nàng sinh hài tử cho ta. Mộng Hương tức giận hét lớn, ta phải giết ngươi. Hổ mục của Hy Bình mở trừng trừng, ôm lấy nàng, đứng dậy bước đi, vừa bước ra khỏi đình tử,
phía sau có tiếng hét giận dữ, Hoàng Hy Bình thả Mộng Hương ra. Hy Bình đứng lại, ôm Mộng Hương chuyển thân quay lại. Lạc Thiên liền nói, ngồi dừng lại, tự lăn về phong nhân viện, người mười phần đều là người điên. Hy Bình mỉm cười ơi độc ác nói, tốt, làm sao ta có thể quên được ngươi chứ? Không sai, ta nên dừng lại, ta nên rút khỏi, hầu hết không giữ được chữ tín. Ai, làm nam nhân chân chính thật khó, làm gì cũng phải giữ chữ tín. Trái lại ngươi cũng không biết mệt mỏi, chờ đợi một cơ hội khác, ta và Mộng Xú Khí nói vài câu thì bỏ đi, ngươi có thể tiếp tục ngâm nàng, ha ha. Lạc Thiên đang đứng dậy, lúc này nghe Hy Bình nói, suy nghĩ, liền ngồi trở lại ghế đá, để mọi người không thể không bội phục tính nhẫn nại của hắn quả nhiên là người làm đại sư. Hy Bình nói bên tai Mộng Hương, nàng là nữ nhân đẹp nhất mà ta từng gặp, có lẽ Thủy Khiết Thu có thể so bì với nàng. Ta rất muốn có được nàng, nhưng ta không thể hạ bệ Lạc Thiên, sở dĩ quyết định thả ra. Ta đã hôn vào cái miệng nàng trong phòng, việc này ta sẽ nhớ mãi, mặc dù cái hôn vừa rồi cách đây không lâu, nhưng lại cách tấm mạn che mặt, ta lúc này chỉ nghĩ đến nụ hôn lần trước với nàng. Không, Mộng Hương khóc lớn nói. Nhưng tay Hy Bình đã nâng tấm mạn che mặt của nàng, hôn vào đôi môi hồng của nàng. Lúc này Mộng Hương đang đối diện với Lạc Thiên, sở dĩ Lạc Thiên không thể nhìn rõ khuôn mặt của Mộng Hương. Hắn chỉ biết Hy Bình đang hôn Mộng Hương. Rời môi ra. Tấm mạn hạ xuống. Ta đã nói qua phải báo thù ngươi. Với mối thù của ta, ta báo thù đối với nữ nhân, luôn luôn ôn nhu như thế, nhưng là một loại báo thù không có vết thương không có thấy máu, có thể thật sự nàng hận ta suốt đời. Mộng Hương lưu lại dòng lệ ủy khuất, rung động nói, người nói lời này trước hay sau hôn ta. Hy Bình gật gật đầu, rất chân thành nói, đúng. Lúc sau, Mộng Hương đột nhiên nổi nóng nói, thả ta ra, ngươi là hỗn đản, trong hoàn cảnh này, mà ôm ta để làm gì? Hy Bình ngưng thị nhìn nàng một hồi, đưa tay lau nước mắt cho nàng lần nữa, thả nàng ra, chuyển thân bỏ đi hai bộ. Hắn thình lình cảm thấy sau lưng đau đớn, cho người lao về phía trước. Hạ xuống một nơi, có thể đứng lâu dài, chậm chậm chuyển thân qua. Hắn nâng tay lên phủi bụi trên mặt, nhìn Mộng Hương nói, nàng đá quá nhẹ, không thể trúng điểm trọng yếu. Nói xong hắn liền chuyển thân, chuẩn bị bỏ đi. Mộng Hương nói, không có ta cho phép, người tới chết cũng không có được bảo nguyệt. Người đối với ta có làm tất cả mọi chuyện, không thể tính toán dễ dàng. Người cứ trở về, là nam nhân, hãy đường đường chính chính đánh nhau của ta. Không được canh lúc ta không chú ý ôm loạn lên. Ngươi là một đại sắc ma, úy, ngươi có nghe ta nói không? Hắn đã biến mất ở phương trời nào? Thật không muốn trọng phục, ta đã nói quá nhiều, ta chỉ đánh nhau trên giường với nữ nhân. Nhưng, nàng muốn đánh nhau như vậy với ta sao? Hy Bình không trở lại, hắn biết Mộng Hương không muốn đánh nhau trên giường với yêu tinh. Do đó hắn bỏ đi. Đi ra khỏi Minh Ước viện, nghĩ tới nghĩ lui, hốt nhiên. Hắn kinh ngạc hét lên, nàng làm gì ở đây? Nhìn Hy Bình ra khỏi Minh Ước viện, Mộng Hương im lặng một lúc lâu. Lạc Thiên cũng đứng yên bất động, chỉ yên lặng nhìn theo bóng của hắn, trong mắt xuất hiện một loại tính chất là thần mang. Từ trên đỉnh tử ánh sáng chiếu xuống, làm bóng Mộng Hương in lên tường, ánh sáng phản chiếu trên mặt nàng. Mặt của nàng do bị tấm sa mỏng che đi, chỉ nhìn thấy được nhãn thần buồn bã. Phần còn lại không thấy được. Có lẽ ánh sáng không thể đến đó. Hai dòng lệ chảy xuống khăn che mặt của nàng, và nhãn thần trông như ẩn nhập vào bóng đêm buồn bã. Tiểu thư, hắn thật sự đã đi. Thanh âm Lạc Thiên phá vỡ bóng đêm yên tĩnh, làm cho bóng đêm tĩnh mịch tề tựu vào một loại ánh sáng ban ngày của mùa đông. Thân hình Mộng Hương thình lình đứng thẳng lên, tay thì run rẩy, nhãn tình của nàng thì hoảng loạn, không thể lau sạch hết nước mắt, sau đó chuyển thân đối diện với Lạc Thiên. Trong mắt đau khổ xuất ra một tia tiếu ý, nói, vâng. Ta biết, chỉ muốn đứng suy nghĩ một chút, hắn đến để làm ta bực mình. Lạc Thiên đi tới, tay hắn đưa thẳng ra nắm lấy tay Mộng Hương, mới được nửa chừng cũng dè dặt rút lại, nói một lời yêu cầu, chúng ta có thể ngồi ở đình tử nói chuyện. Hai người vào trong đình tử ngồi xuống, chỉ là những viên đá nghiền nát trên mặt đất vỡ vụn trong mắt hai người cũng thật hoàn mỹ. Lạc Thiên cười khổ, tại hạ thô lỗ. Tiểu thư đừng cười. Mộng Hương thị nhìn hắn, ta muốn hỏi công tử, vì sao khi hắn dùng sức mạnh đối với ta, công tử không đẩy hắn ra. Mặt Lạc Thiên lộ vẻ trầm ngâm, một lúc lâu mới đáp lại, bằng vào võ công của tiểu thư, thì cũng có thể tự tránh thoát.
hơn nữa tại hạ nghĩ tiểu thư tự nguyện, nên không tiện vào giúp. Trong mắt Mộng Hương lóe lên màu sắc giận dữ, lập tức khôi phục màu sắc bình tĩnh, nói công tử nói ra không phải không có đạo lý, nhưng ta tỉnh không có tự nguyện. Hoàng Hy Bình căn bản là quái vật, khí lực to lớn không giống như con người. Toàn thân hắn trên dưới không một huyệt đạo nào có thể tìm được, cả thân hình như một tấm da trâu chết bất động. Hơn nữa ta lại bị hắn ôm vào thì cũng đã để hắn tha hồ loạn động. Sau khi hắn thả ta ra, một cước của ta đá hắn bay đi. Nhãn tình Lạc Thiên mở lớn, kinh hãi nói, tiểu thư nói là võ công Hoàng Hy Bình cực dỡ. Lời này cũng lời truyền ngôn của giang hồ không thật. Mộng Hương giận dỗi nói, giang hồ truyền ngôn, chỉ có háo sắc, vô lại, tự đại là chân thật. Chỉ là nói võ công của hắn, chứ biết đánh liệt dương chân đao, hắn chỉ tìm người đấu vật. Lạc Thiên kinh ngạc nói, hắn là người Mông Cổ. Mẹ nó, tiểu tử này thật tinh danh, trí tưởng tượng thật phong phú. Mộng Hương nói, ta không biết. Lạc Thiên nói, lúc hắn sử dụng liệt dương chân đao, thì võ công biến thành cực cao phải không? Mộng Hương nhớ lại nói, đúng cao kinh nhân, hắn làm cho người e sợ cũng làm cho người yêu thích. Lạc Thiên nói, nếu đổi lại Mộng Hương tiểu thư, người có thể là đối thủ của hắn không? Ta, không, không biết, Mộng Hương tùy tiện nói ra, thình lình giận dữ nói, hắn mà dám có ý tứ gì với ta. Ta đánh hắn nằm dài dễ như lật bàn tay. Mặt của Lạc Thiên lộ một chút tiêu ý, nói, đó không phải là những chuyện đáng e ngại. Mộng Hương kinh ngạc nhìn Lạc Thiên, không hiểu vì sao hắn nói lời này, nàng nói, Lạc công tử, trời cũng đã muộn. Sau chuyện huyên náo của Hoàng Hy Bình, ta có chút mệt mỏi buồn phiền, muốn trở về nghỉ ngơi. Lạc Thiên rất tự nhiên nói, thế cũng tốt, tối nay đã xảy ra nhiều việc đáng tiếc. Nhưng Lạc Thiên rất vui mừng, hy vọng tiểu thư trở về có một giấc mộng đẹp. Đa tạ Lạc công tử, Mông Hương chào tạm biệt, chuyển thân ra khỏi Minh Ước Viện. Lạc Thiên nhìn bóng của nàng, thu nhãn nhìn những viên đá bị nghiền nát dưới đất. Một tay hắn đưa ra trên mặt đất làm đá tung bay. Hắn quay bước bỏ đi. Lạc Thiên trở lại biệt viện, nhìn thấy ánh sáng trong phòng hắn, trong lòng thấy lạ, tối nay hắn tịnh không hẹn ước với ai. Hắn đẩy cửa tiến vào, ngồi bên trong bất ngờ là Đại Ni. Đến khi nào, Lạc Thiên đối với sự xuất hiện Đại Ni trong phòng, không có gì ngạc nhiên. Đại Ni nhìn hắn tới gần, trong mắt có chút ưu oán không thể hiểu nhưng lại phảng phất có một loại hưng phấn. Nàng đứng lên đáp, chỉ vừa mới đến, chàng vừa đi đâu vậy? Lạc Thiên trả lời, ta đi hội ước cùng Mộng Hương. Đại Ni hỏi tiếp, chàng không dẫn nàng ta trở về à? Lạc Thiên đến bên thân nàng, đỡ lấy nàng, ta có thể dẫn nàng ấy trở về, nhưng không phải đêm nay. Đại Ni vuốt ve mặt hắn, ngước mắt nhìn hắn, cảm thán nói, chàng lúc nào cũng tự tin. Lạc Thiên cười, nam nhân sống là phải biết tự tin. Nếu sống mà không có lòng tự tin làm việc, thì chết còn hay hơn. Đại Ni tiếp tục hỏi, chàng có thật sự tin tưởng đối với thiếp không? Lạc Thiên đáp, tất nhiên ta rất tín nhiệm nàng. Lần này nàng thất bại, không phải là lỗi của nàng, đó là một loại phối hợp ngẫu nhiên. Nếu ta sớm thông báo cho nàng, có lẽ nàng là nữ nhân của Hoàng Hy Bình. Đại Ni cúi đầu, nhỏ nhẹ, chàng nghĩ rất nhiều về chuyện thiếp trở thành nữ nhân của Hoàng Hy Bình à. Lạc Thiên nói, chỉ là sau khi nàng thành nữ nhân của Hoàng Hy Bình, nàng có đủ hiểu biết giải thích bí mật của hắn, đó là điều tất nhiên. Bây giờ lại là nữ nhân của tứ cẩu, lúc này ta không có biện pháp hoàn thành tâm nguyện. Lôi kiếp đao pháp rất lâu ta hy vọng có được bí quyết võ công này. Nhưng mà hiện nay giống như vừa mới bỏ lỡ, thật đáng tiếc. Đối với bài danh võ công thập đại cao thủ năm đó, ta cũng biết ít nhiều. Võ công của huyết sát ma quân tự huyết ma thất tung không xuất hiện trên giang hồ nữa, Ngọc Xà Môn đã bị tiêu diệt. Thiên tự bất thành khí, Minh Nguyệt cùng Thiếu Lâm không muốn tranh đoạt, giờ chỉ có cuồng đao chính là lôi đao thì ta không dám quên. Ai biết truyền nhân của lôi kiếp thần đao thình lình lại là một người điên, vậy ta cũng không cần lo nghĩ. Đại Ni trở nên vui vẻ, chàng nói không cần lôi kiếp thần đao nữa. Lạc Thiên trầm tư một lúc, cúi đầu xuống hôn nàng, nói ta muốn dàn xếp nàng bên cạnh Hoàng Hy Bình. Mặc dù hắn đối với ta không phải là mối uy hiếp. Nếu nàng có cơ hội, thì giúp ta lấy tâm pháp lôi đao từ miệng của Hoàng Hy Bình. Ta biết Lạc Thiên ta không bạc đãi nàng, sau này ta sẽ bồi thường cho nàng. Đại Ni thần sắc ảm đạm, lúc thiếp cùng nam nhân khác hoan ái trên giường, chàng có nghĩ gì không? Lạc Thiên thấy lạ, vì sao lại hỏi câu này?
Đại Ni nói, bởi vì thiếp muốn biết chàng có yêu thiếp không? Lạc Thiên không cười mà trả lời, thật là ngốc, ta làm gì có thể không yêu nàng? Đại Ni giận dỗi, nếu chàng yêu thiếp, tại sao nhẫn tâm để thiếp hoan ái cùng nam nhân khác? Thiếp đến Trung Nguyên cùng 11 thiếu nữ, tất cả đồng trinh đều bị hủy, chỉ còn lại mình thiếp. Nhưng chàng sao để nam nhân khác đến đoạt thiếp đầu tiên? Lạc Thiên không thể mở miệng hồi đáp. Đại Ni tiếp tục nói, nếu biết trước như vậy, thiếp sẽ không vào Trung Nguyên. 2 năm trước đâm sầm vào chàng, bị chàng lấy mất trái tim. Sau đó không nghe lời phản đối của gia đình, theo chàng đến Đại Địa Minh. Chàng thật sự để thiếp dùng thân thể mình lừa dối nam nhân khác. Thiếp đúng là yêu chàng, mà chàng thì đối với thiếp thật tình như thế nào? Chàng chỉ dùng nguyên âm nữ tử để tăng cường công lực của chàng, bởi vì chàng đã đạt đến giới hạn con người, không thể tự mình có cách làm tu vi tăng lên một tầng. Sở dĩ có rất nhiều nữ nhân bên thân, chàng mang thiếu nữ quanh thiếp tất cả đi hủy đồng trinh, thiếp không trách chàng, nhưng chàng không có đụng chạm đến thiếp. Nếu như chàng biểu hiện yêu thiếp, thiếp nghĩ điều đó không có nhiều lực thuyết phục. Nếu yêu thiếp, ban đầu thì muốn thiếp là thật, bây giờ chàng cũng có thể muốn thiếp, nhưng trong ý nghĩ lại trái ngược. Có lẽ chàng nghĩ, giữ đồng trinh cho thiếp, có thể làm Hoàng Hy Bình tin thiếp. Rốt cuộc là một sai lầm lớn, Hoàng Hy Bình không lấy đi đêm đầu của thiếp, ngược lại thiếp tự động hiến thân cho một nam nhân khác. Nếu Hoàng Hy Bình muốn thiếp cũng không được, bởi vì tất cả thiếp vì hắn mà ra đi. Bây giờ thật sự xuất hiện nhiều người không thích hợp, chàng có biết không? Lạc Thiên phảng phất thống khổ ta biết, Đại Ni, không nói nữa, là ta hại nàng. Sau này nàng không muốn trở về bên bọn họ, thì ở lại đây với ta thật sự yêu nàng. Một loại thống khổ trong lời tán tỉnh kinh tởm, từ miệng hắn nói ra, thình lình rất tự nhiên. Đại Ni nói, lừa dối thiếp, hãm hại thiếp, chỉ là chàng yêu thiếp, có ngăn cản thiếp chết, thiếp cũng sẽ ra đi. Có lẽ tình yêu đối với chàng căn bản không sai nhưng không thể quay trở lại. Lạc Thiên nói, kỳ thật nàng ở bên cạnh bọn họ cũng không có tác dụng lớn. Hoàng Hy Bình tĩnh không như giang hồ truyền ngôn quá mạnh mẽ, hắn chỉ là một người bỏ đi. Đại Ni thần sắc khẩn trương, Hoàng Hy Bình theo thiếp biết hầu hết mọi người đều e sợ. Lạc Thiên kinh ngạc, chuyện này như thế nào? Đại Ni nói, kỳ thật thiếp không muốn nói. Thiếp chỉ muốn bao cho chàng biết, nếu chàng muốn xưng bá Trung Nguyên thì phải triệt để hủy diệt Hoàng Hy Bình hoặc giả lợi dụng hắn. Không cần tính đến tu vi võ công, thế lực của hắn có thể cùng Đại Địa Minh tranh đấu. Chàng có thể tính các thê tử của hắn đến từ bao nhiêu môn phái, thì sẽ biết thực lực của hắn. Lạc Thiên nghĩ khác, đó là kết quả của sự háo sắc của hắn, cũng có thể chứng minh thực lực của hắn về phương diện chế ngự nữ nhân. Đại Ni cảm thán, thiếp không biết chàng vì sao cứ khinh thường Hoàng Hy Bình. Đó tự hồ như có một thiên kiến về hắn. Kỳ thật hắn là người không có quá nhiều nhược điểm. Trong quan niệm của thiếp, hắn có nhược điểm duy nhất đó là hảo hữu của hắn nhưng cũng có những nữ nhân của hắn. Nếu chàng muốn đánh bại hắn, thì phải bắt đầu ra tay từ nữ nhân của hắn. Có lẽ chỉ võ công và thế lực mà luận, chàng không thể thắng dễ dàng. Hắn không phải là người biết trước được, không thể dùng cách bình thường lý giải. Hắn căn bản không phải là người thường. Theo thiếp biết, tại Đại Địa Minh, Thủy Khiết Thu, Bảo Nguyệt, Thi Nhu Vân tất cả là nhược điểm của hắn. Nếu chàng muốn danh tráng ngôn thuận thảo phạt hắn, có thể hạ thủ từ tam nữ này. Một là có thể đả kích tinh thần của hắn. Hai là làm hắn nổi giận mất đi lý trí. Như vậy hắn sẽ mất lập trường. Chàng biết đó, hắn cũng đại biểu võ lâm chính phái, không có lý do, chàng không thể loại bỏ được hắn. Lạc Thiên nghĩ sâu xa, có lẽ Mộng Hương là nhược điểm lớn nhất của hắn. Không cần nghi đến phương diện nào, ta tất cả giành được Mộng Hương, có được Minh Nguyệt Phong, tất cả các phái khác trong võ lâm không cần e sợ. Đại Ni kinh ngạc khác thường, Mộng Hương. Lạc Thiên uy nghiêm, không thể nói điều này. Vấn đề hiện tại bây giờ, ta không nghĩ ra Hoàng Hy Bình có gì uy hiếp ta. Có lúc ta nghĩ hắn trước sau gì cũng phải chết, ta biết thế nào cũng phải làm. Sau khi nàng nói đến sự lợi hại của hắn, để cho hắn đánh Thái Âm Giáo. Nếu hắn thật sự lợi hại, lúc đó Thái Âm Giáo có thể bị tiêu trừ, nếu hắn là người bỏ đi, thì sẽ nạp mạng cho Thái Âm Giáo, ha ha. Đại Ni hỏi, Thái Âm Giáo tịnh không phải thế lực Trung Nguyên, vì sao chàng nhất định tiêu trừ? Lạc Thiên sau khi cười trả lời, đó không phải chủ ý của ta, đó là ý kiến của phụ thân. Ta không thể hiểu ông ấy. Có lẽ ông ấy nghĩ rằng Thái Âm Giáo gây bất lợi cho võ lâm Trung Nguyên, do đó tiên hạ thủ cường, loại trừ tất cả mối họa.
Đại Ni thốt ra, thiếp cảm thấy trong lòng có quá nhiều nghi vấn. Lạc Thiên trầm tư. Đại Ni đến bên cửa sổ, trên màn cửa hiện ra một điểm, vén lên nhìn ra ngoài, rồi thả hai tấm màn xuống, quay thân trở về, sau đó muốn thoát y. Lạc Thiên nhìn thấy, vội ngăn, tối nay không được, nàng phải trở về, để bọn họ khỏi nghi ngờ. Đại Ni than dài, oán hận chừng mắt nhìn hắn. Lạc Thiên nói, thật sự là quá muộn, nàng cũng nên trở về Phong Nhân Viện, ta cũng muốn ra ngoài. Đi đâu? Lạc Thiên trả lời, ta tìm phụ thân thương lượng công việc. Đại Ni chỉnh lại y phục, bước ra khỏi cửa, Lạc Thiên ngồi trong phòng một lúc, cũng bỏ đi. Lạc Thiên đi đến phòng của Lạc Hùng, gõ cửa. Từ trong phòng Lạc Hùng đi ra một kim phát nữ lang 24-25 tuổi. Đó là tiểu thiếp mới nạp của Lạc Hùng 3 năm trước, tên là Mộng Cơ, là do phụ thân vì nàng ta mà đặt. Lạc Thiên không thích một nữ lang 34 tóc vàng, bởi vì nàng đang ở địa vị mẫu thân của hắn, nhưng nàng ta thật không phải là mẫu thân trong lòng hắn. Bà, Lạc Thiên gắt gỏng hỏi. Mộng Cơ dùng tiếng Trung Nguyên đáp lời, đi ra ngoài chưa lâu đã nhanh quay trở lại. Lạc Thiên chuyển thân đi về. Mộng Cơ nói, A Thiên, ngươi không chờ cha ngươi à? Lạc Thiên nói, ta sẽ trở lại vào ngày mai. Mộng Cơ nhìn Lạc Thiên bỏ đi, đóng cửa lại. Bóng đêm chìm dần. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 14.